Hello các chị đẹp. Chào các chị nha. Chị nào đang coi chấm tương tác chia sẻ livestream nhiều em mi nha chị. Chào chị Hình Như ạ. À, em chào chị Lâm Nhiền ạ. Chào các chị chia sẻ livestream nhiều em nha. Rồi vô đi các chị ơi, vô đi chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em còn cái gì xả cái đó luôn nè. Kéo nam này còn sót có mấy cái nha. Cái này nam nữ gì mà không được các chị. 1 2 3 4 5 6 nam nữ gì mang cũng được, anh còn có vài cái thôi ha. Theo lên giá chị nè. Chào chị Toan Nguyễn Thị ạ. Chào chị Helen Hồ. Cái này nam nữ gì mình mang cũng được, như mình nữ mình mang cũng được các chị. Đó, nam nữ gì mang cũng được nha. À, nói chung nữ thì tầm 65-68kg mang được hết các chị. 65-68kg đổi lại nha. Em chào chị Lê Bảo Châu nè, chia sẻ livestream giùm em mình xả nha. Rồi chị nào mới vô coi live á thì chấm tương tác giùm em nè. Còn có mấy cái? 1 2 3 4 5 6 6 cái sale luôn cho các chị 20.000 nha. 20.000 áo rất là đẹp nè. Mình mang cũng được nha các chị. Lên giùm em mã. Lên giùm em mã khuyến mãi. Lên mã khuyến mãi giùm em 20.000 nha các chị. Lên mã khuyến mãi giùm em đầu like, chị nào chia sẻ em chốt, không chia sẻ em không bán đâu ạ. À. Tại vì áo này ở ngoài á, áo thun cá sấu ở ngoài nó bán rất là mắc tiền luôn á, mà em xem cho các chị đầu like chỉ có 20.000. Chia sẻ livestream giùm em nhé. Chia sẻ livestream giùm em mã khuyến mãi giúp em nha. Rồi ok nè. Rồi chốt một cái khuyến mãi cho vàng nè, 65-68 chứ đổi lại mang được hết nha. Mã khuyến mãi 20.000, lên mã khuyến mãi giùm em, chị nào có chia sẻ em chốt ạ. À. Chị nào có chia sẻ em chốt nha. Khuyến mãi giúp em ạ. À. Chào chị Vương Ngọc Hà. Áo 65-68 ký đổi lại mang cũng được. Đàn bà mang được, đàn ông mang được luôn các chị. Ủa 20.000 ạ. À. À, chào người đẹp Lai HT nè. Lên khuyến mãi giùm em nè, mã khuyến mãi. Chị nào chia sẻ em sale 20.000. Chia sẻ em mới bán nha các chị nha. Rồi ok, một cái cho sô-cô-la Trần nè. Sô-cô-la Trần có chia sẻ nè. Ok nè, 20.000 nha các chị. Nhanh tay đi, có mấy cái à, 65-68 ký mang được luôn. 20.000 cho chị nào chia sẻ. Còn có 6 cái em sale rẻ. Lên mã khuyến mãi giúp em ạ. À. Mã khuyến mãi 20.000 giùm em. Khuyến mãi giùm em 20.000, chia sẻ livestream giùm em là được. Có nọ, còn có 4 con thôi ạ. À. Khuyến mãi từ 50 cho đến 65-68 kg mang được luôn, nam nữ gì mang cũng được ạ. À. Mình nữ mình mang cũng được luôn nha các chị nha. Áo hơi bị đẹp, chất đã lắm. 20.000, sale cho các chị luôn. Lên mã khuyến mãi, em còn có vài con thôi. Tại đầu live á có nhiều chị chưa vô á, chứ còn các chị mà vô rồi là thấy con áo này 20.000 là các chị hết liền. Lên khuyến mãi giúp em nha. Lên khuyến mãi giùm em nữa chị. Nhảy đẹp lắm. Là nhảy cho ba con. Nhảy nhảy vô đây bụi lắm. Bụi lắm là xong bụi.
bà khuyến mãi giùm em mấy chị ơi. Trời ơi. Rồi lên áp hết mấy chị. Còn cái gì siêu đó luôn. Áo này đẹp lắm này mấy chị. Áo caro này đẹp lắm, vừa đẹp vừa mát luôn á. Sơ mi tay dài. Áo này ở trong siêu thị người ta bán đến 305.000 luôn mấy chị. Siêu thị bán 305 này. Vải hơi bị đẹp nhưng mà cái này tầm 55kg đổi lại giùm em thôi nha. 55kg mang hơi bị đẹp luôn á chị. Đẹp lắm, em sale 40.000 nha. Em sale 40.000 nè, chị nào lấy thì lên em mã 55, 55, 40.000. Mã 55 giùm em nhé. 55 em có 2 con thôi nè, 40.000. Mã khuyến mãi là mã áo này đây chị. Áo này 20.000 dành cho chị nào có logo người chia sẻ em mới chốt được ạ. À. Logo người chia sẻ em mới chốt được nha. 65, 68 ký đổi lại vừa nha. Áo rất là đẹp, nam nữ giùm em cũng được. Chào người đẹp thấm hình nè. Rồi lên giùm em mã 55. 55 giá theo 40.000 ạ. 55 giá sale 40.000. Còn áo đẹp lắm luôn ạ. À. Đây, sơ mi. Hàng xịn sò này. Mama, cái chụp cái xà con. Ở trong cái cặp của con á. Cục sạc quá. Cục sạc với dây ở trong cái cặp của con á. 55 em chốt cho chị Hà Đoàn ạ. À. Chào chị Chim Mi Lâm nhé. Năm lăm 40.000 ạ. Năm lăm cho chị Trang Trang ạ. 40.000 ạ. Em hết mã 55 nhé. Rồi cái này cũng vậy nè các chị, cũng 55kg đổi lại, áo rất là đẹp, 40.000 luôn. Lên giùm em mã sọc xanh nha. Sọc xanh nha mấy chị nha, có bị phản sáng quá. Sọc xanh nha. Nhạc lớn quá hả. Nhạc lớn để át đi tiếng ồn. Chị Trang Trang hóc môn nha. 40.000. Lên mã sọc xanh giùm em nha. Sọc xanh cũng vậy luôn mấy chị, áo nữ luôn nha. Nè, sọc xanh nè. Rất là đẹp luôn ạ. À. Giống cái áo 55, 55kg đổi lại. Lên mã sọc xanh 40.000. Áo này không bị xịn luôn. Siêu thị người ta bán đến 305.000 nha. Em mới đang sale cho các chị có 40.000 thôi nè. Lên mã sọc xanh giùm em có 3 con. 3 con 55kg đổi lại ạ. À. Sọc xanh giùm em 40.000. 305.000 nè, giá đang còn 305.000 luôn. Em bán có 40.000 thôi. Nhạc vậy vừa chứ các chị. Rồi lên giùm em mã sọc vàng nha, 55kg đổi lại giùm em. Này áo nữ chứ không phải áo nam đâu các chị. Sơ mi nữ nha, rất đẹp luôn ạ. À. Em xem có 40.000 nè. Lên giùm em mã sọc vàng, 55kg đổi lại giúp em. 55kg đổi lại giùm em, chấm tương tác giùm em nha mấy chị. Coi chấm tương tác giúp em với. Chứ không thôi nó bị ổng cái like á mấy chị. Mấy chị coi không được. Sọc vàng giùm em nè. Sọc xanh nè, sọc vàng nè. Con này như lớn hơn. Đúng rồi. Con này 60kg đổi lại giùm em nha. 60kg đổi lại giùm em, lên giùm em mã sọc hồng. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải xuất sắc luôn. Cái đèn nó chói sáng quá này. Đó. Mà không biết hạ cái đèn xuống đó. Đúng. Con này 60kg đổi lại giùm em. 60-65 nếu các chị cao 65kg mang vẫn được. Rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã sọc hồng 40.000 luôn ạ. À. Sọc hồng 40.000. Áo này nếu bữa em bán 85.000 nè. Giờ em sale cho các chị 40. Tại còn nó còn sót. Sót của lô trước thì em sale luôn ha. Sọc xanh cho chị Trang Trang nè. Sọc xanh của chị Trang Trang 40.000 ạ.
rồi sọc hồng cho sô-cô-la trời. Chào chị Ngọc Châu nha. 40 ạ. Rồi sọc hồng cho chị Trang Trang luôn. 40.000 áo thôi thì đẹp ạ. Chào chị Tiên Nguyên nha. Chị ơi, chị Ngọc Úc ơi, chị lấy cái sọc nào chị? Chị lấy, em có sọc xanh nè, sọc vàng với lại sọc hồng chị. Chị Ngọc Úc lấy sọc nào ạ? Chị Ngọc Úc lấy sọc hồng hay sọc xanh, sọc vàng gì thì nói em nhé. Chốt đúng giùm em để em lấy cho các chị, cho nó đúng ạ. Dạ rồi, em chốt một cái sọc hồng cho chị luôn ha. Sọc hồng 40 cho chị Ngọc Úc ạ. Rồi em có cái áo mã khuyến mãi 20.000 cũng đẹp lắm ạ. Mấy chị em còn nè, 65-68kg nè, áo thun vải đẹp. Ôi là đẹp luôn mà em sale có 20.000 à. Em còn mấy cái này những chị vô sâu mà không có coi được á thì coi lại nè. 20.000 nha. Vải thun cá sấu rất là đẹp. Em còn có 4 cái thôi. Em sale cho các chị 20.000 nè. Bận chơi. Chứ nhưng mà các chị nhận về mà các chị chê chắc là em mê nghỉ bán luôn á. Vải rất là đẹp luôn nha các chị nha. Vải cực kỳ đẹp. Lên giùm em mã khuyến mãi 20.000 á mấy chị. Khuyến mãi 20.000 giùm em nha. Em chào chị Hình Vân và chị Nhỏ Út ạ. Cái mã vừa rồi là mã khuyến mãi giùm em nha. Em sale 20.000 nha. Áo đẹp lắm nè. Buổi trước em bán cái áo này hình như 75.000 cái. Rồi, 85 chứ, 85.000 cái. Bây giờ còn có vài cái em sale luôn ha. Áo thun ơ. Con này 55kg đổi lại nè, mang hơi bị đẹp. Các chị mang phối với lại chân váy nè. Phối với lại nói chung là rất là nhiều thứ luôn ha. Đó, lên giùm em. Cái này 55kg đổi lại. Lên nhà em mã vàng nha. Em sale cho các chị con này 40.000 luôn nha. Cho nó hết hàng luôn ạ. 40.000 lên em mã vàng. Chị nào mua cái thun dạng này là các chị biết liền nè. Hơi bị đẹp luôn. Em sale cho 40.000 cho nó hết luôn ha. Mẫu này mấy bữa hình như em bán 85.000 á mấy chị. 85.000 á. 40.000 lên nhà em mã vàng. Nói chung của các lô nó còn sót ít. Em lấy em sale cho các chị hết luôn ha. Quá rẻ luôn ạ. Chia sẻ livestream giùm em cái mã khuyến mãi, chia sẻ giúp em nha. Có logo thì chia sẻ em mới chốt được ạ. Cái mã khuyến mãi á, mã khuyến mãi bán 20 cho những chị có chia sẻ nha. Áo siêu đẹp nữa chị. Ôi đẹp lắm, sừng sò luôn ha. 85.000 sale luôn nha các chị, con này còn 50 nha. 50.000 nè, lên giùm em mã 50. Trời ơi, đẹp xỉu luôn. 55kg đổi lại, dưới 55kg mang đẹp. Con này chị phối với lại quần ống rộng, quần rin, quần đùi rin, quần tay rồi gì. Đẹp hết mấy chị ơi, nó dễ mang lắm. Form crop top, chân váy cũng đẹp ạ. À. Lên giùm em, mã 50, 50.000 mấy chị. Xịn lắm. Dạ, mã khuyến mãi em bán cho chị nào có chia sẻ livestream nha. Chị Thương Hà ơi, chia sẻ mới bán được ha. Có logo người chia sẻ mới bán được 20.000 ạ. À. Toàn áo xịn sò không em bao giá cho các chị luôn. Toàn áo xịn. Đây, dễ thương chưa? 85.000 là các chị. Mà bây giờ em sale với chị luôn 50.000. 55kg đổi lại, men rất đẹp. 55kg đổi lại nha. Lên giùm em mã tay hoa. Tay hoa nha mấy chị nha. Lên mã tay hoa, coi dạng đó. Rất là xịn. Mà sale với chị 50. Lên mã tay hoa giùm em. Con này như 95.000 luôn, chứ phải 85 đó. Tay hoa. Chia sẻ like mới bán được mấy cái áo 20.000 nha mấy chị. Chứ còn không ai bán 20 đâu. Rồi xịn sò luôn á chị, lụa xịn luôn nha. Lụa xịn luôn, con này 280 nè. Đẹp xuất sắc. 280 lụa xịn, 65kg đổi lại lên giùm em mã đỏ đô, sale cho các chị 50 nha. Sale cho các chị 50 đỏ đô. Đỏ đô à, tay hoa cho người đẹp Thấm Huỳnh nè, 50.000. Tay hoa 50.000.
tay hoa em hết nha. Đỏ đô của chị Ngọc Minh nè, năm luôn. Chị Thương Hà chia sẻ không có công khai rồi chị ơi. Chị Thương Hà chia sẻ không có công khai rồi. Chị chia sẻ để chế độ công khai nó mới hiện lên logo người chia sẻ nha. Hiện lên logo người chia sẻ nha các chị. 50 mà nó mất hết mực ta. Rồi ok, người đẹp thấm hình hai cái khuyến mãi nè. Cái khuyến mãi 20.000 một cái nè. Chào chị Phan Như ạ. Chia sẻ là em bán 20, em còn hai cái khuyến mãi 20.000 cái thôi ạ. Chào chị Nguyễn Nhung ạ. Trời áo đẹp này nè. Trời áo đẹp quá. Con áo hoa dạng như cổ sơ mi bẻ ra nè mấy chị. Ở dưới có nút chéo nè, 2-4 nút nha. Siêu phẩm luôn nè mấy chị nè. Đẹp lắm. Đó, 55kg đổi lại giùm em nhé. Lên giùm em mã hoa luôn, 50.000 ạ. Mã hoa 50.000. Lịch bụng ha. Lịch bụng như tạm thời không có rồi. Nịch bụng còn đấy ta, hình như là hết rồi, chưa về lại. Nịch bụng chưa về lại. Ui đẹp ghê nè mấy chị á, xuất sắc luôn. Mấy con này không ai bán 50 đâu, đậm đảo với các chị luôn. Ở đằng sau có bo này, trời đẹp lắm. À con áo chấm bi mi đang mặc luôn các chị, 55kg đổi lại có bo thun nhá. Áo bi mi đang mặc này, sale cho các chị. Áo bi này có 40.000 lên, là dùm em mã bi hồng nha. Bi hồng hoa cho chị Phan Như nè. Lên dùm em mã bi hồng nha mấy chị. Bi hồng mà em đang mặc 55kg đổi lại thoải mái cho em nhé. Sale cho các chị 40.000. Hoa 50.000 cho chị Phan Như. Trời con này lên giùm em mã tim đi các chị. Nó giống con hoa luôn. Lên giùm em mã tim nha, đẹp lắm. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ở đằng sau nó có bao thun. Con này chắc 60kg mà mang vẫn được. Nếu các chị người gọn gọn mang vẫn được hết ạ. Lên giùm em mã tim nhé, 50.000 ạ. Tim 50.000 giùm em. Có đồ bộ dài tay. Đồ bộ hả chị? Em không biết có dài tay hay không. Chị, dài tay mà dạng như là vải lụa lụa này hả chị? Hay là sao? Chị thích cái loại vải lụa dài tay hay là loại gì nói em nhé. Ôi vậy mà mũi cũng cắn được hay ta. Chào chị Trịnh Thủy, chào chị Ba Mê Xanh. Hoa em hết mất rồi. Hoa em hết mất rồi chị Thủy ơi. Chị lấy con tim này nè. Tim này đẹp hơn con hoa luôn. Đẹp lắm, cái kiểu nào nó không đẹp. Tại vì nhìn xa các chị bị chói nhìn không thấy hết chứ. Đẹp lắm. Con tim này cũng đẹp, nếu như nó cũng dáng giống như con hoa. 50.000 lên mã tim. Chào người đẹp Linh Ly nè, chào chị Hương Thanh Tinh nè. Có lên đầm dạ không, tối em không có lên đầm, tối nay em lên áo thôi. Em lên đầm qua tuần em mới lên đầm được, thứ ba em mới lên đầm được. Em xả kho áo với lại đồ bộ với lại quần trước đã. Đầm em mới lên hôm qua rồi. Con này các chị ơi, bo thun nè, siêu đẹp luôn ha. 55kg đổi lại giùm em, lên giùm em mã xanh tây, 50.000. Mấy con này các chị phối với lại quần đùi, rinh, quần loe rồi chân váy rồi đẹp hết mấy chị, nói chung dễ mang lắm. 50.000 ha. Này em nói thiệt với mấy chị, giá của nó là không bao giờ dưới 100.000, 175, 180 một cái không à. Đây nè, như cái tim này cũng vậy nè,
Cái tim này là 275.000 nè đó. Còn con này là 168.000 nè. Nói chung là vải nó đẹp lắm mấy chị. Dạ có áo sơ mi luôn, xanh tay cho Thấm Huỳnh nè, xanh tay của Thấm Huỳnh 50 nè. Áo sơ mi chị Trương Ngọc Diệp, và em có cái sơ mi sọc hồng á, size lớn nè, chị mang vừa nè. Rồi xanh tay em hết mất rồi chị Thủy. Chị Thủy chốt chậm quá. Chào chị Huỳnh Nguyên. Đây có cái này nè, chị vô sau nè, chị Trương Hồng Diệp nè. Con này em đang xả có 40.000 thôi. Sơ mi nè, đẹp lắm. Nói chung trong lô áo này nó sẽ có rất là nhiều loại luôn các chị. Áo thun, áo ôm nè, áo hoa nè, áo kiểu nè, áo sơ mi nè. Nhiều loại lắm ạ, loại nào cũng có. Đây, con này thì 65kg đổ lại, mang vừa giùm em nha. Lên giùm em mã sọc hồng nè. Con sơ mi tà lệch rất là đẹp luôn. Tà trước ngắn hơn tà sau. Sọc hồng giúp em nha. Con này siêu thị đang bán là 375.000 hả? Hay chào hay là 305. Siêu thị đang bán là 305. Mà em sale có 40 à. Rồi lên giùm em mã sọc hồng nha. Còn nhỏ hơn thì em có sọc vàng với sọc xanh. Dạ có nhiều màu quá chị Thiên Mi Nguyễn ơi. Em có cái sơ mi đó là sọc hồng nè, sọc xanh nè, với lại sọc vàng nè chị. Sọc xanh, sọc vàng, sọc hồng, sơ mi. Nói chung là em xả tối nay rất là rẻ luôn. Cái chị cứ mua thoải mái thì bình thường những con áo này em bán tầm 85.000 nè. Đó, vải hơi bị đẹp luôn ạ. Sọc hồng em chốt cho chị Chiến Võ một cái nha. $40.000 một con sơ mi ạ. 57kg em sợ bị kích á chị. Chị cao bao nhiêu quá chị Thiên Mi ơi? Chị cao bao nhiêu? Chứ em tính là em thấy là khoảng tầm 55kg đổ lại thôi, chứ sợ bị kích ạ. Chào người đẹp Cao Thanh Lịch nha. Rồi con này các chị ơi, áo đẹp quá nè, 50.000 nha. Lên giùm em mã hồng đi các chị. Mã hồng này có bo thun ở đằng sau nha các chị nha. Đó, con này nếu như cao 60kg thì mang vẫn được, còn không 55kg giùm em nha. Lên giùm em mã hồng. Mã hồng 50.000 ạ. Con này mấy bữa em bán 85 nè, vải hơi bị xịn luôn. Xịn lắm, có nhiều con áo rất là xịn luôn các chị. Các chị đi ra ngoài mua bây giờ có giá này luôn. Sọc xanh 55kg mang đẹp nha chị Nguyễn Xuyên nha. 1m56 em sợ bị chật nha chị Thiên Mi ơi. Chào chị Phương Nguyễn nè. Có cái nào 70kg thì Lê Thị Chung nè. Em cũng chưa thấy cái nào rộng ạ. Chờ em một tí nha. Có chứ chị. Có 70kg hàng theo á, hàng rộng á, em có luôn nha. À, cái hồng cho người đẹp Hồng Phan nè. Hồng cho Hồng Phan 50.000 nè. Chờ chị Xui Phan ha. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị. Chia sẻ giùm em đang xả lỗ. Có 70kg luôn á chị. Chờ em chút nha. Như con này là bán là 299.000 nè. Đây. Con này nè. Thì cũng phải thôi, vải nó rất là đẹp ạ. Vải rất đẹp. Rồi lên giùm em mã bi đỏ nha, 55kg đổi lại giùm em. Bi đỏ, trời xuất sắc lắm. Bi hồng em đang mặc 40.000. 55kg đổi lại, lên giùm em, chị nào lấy thì lên em mã bi hồng nha. Coi giãn thoải mái luôn. Lên giùm em bi hồng nè. Bi hồng 40.000 thôi các chị. 55kg rồi, đổi lại mang sướng luôn mấy chị ơi. Lên bi hồng giúp em mi nha. Tối rồi trời. À đây. Đây nó bị chắc bị dơ dơ tí xíu thôi, em tặng luôn cho rồi nha. Bị dơ một tí xíu ở đây thôi. Lên giùm em comment giùm em chị nào mà chia sẻ nhiều em tặng luôn cho rồi ha. Tặng lên giùm em mã tặng bi hồng này. Tặng bi hồng giùm em nhé, tặng bi hồng. Rồi chị nào thích thì lấy giùm em lên giùm em mã bi đỏ 50.000 ạ. Bi đỏ 50.000 nhớ chị form đẹp lắm. Em nói thiệt cái chị form rất là đẹp. Học xanh chị Nguyễn Xuyên, lấy thì để lại số điện thoại giùm em nhé. Khách mới chưa từng mua bên em, chưa từng có đơn thì để lại số điện thoại, hoặc là các chị khách cũ nhưng mà bị mất nick
mình làm nick mới thì cũng phải cho em lại số điện thoại. Chứ còn nói khách cũ nhưng mà chưa cho số thì em không có lên đơn được. Con này 55kg đổi lại giùm em, lần sau nó có bao thun nha mấy chị nha. Thôi bị đẹp luôn mấy chị nè. Còn này, trời siêu đẹp luôn. Dễ thương quá. Có cổ đàng hoàng ạ, à, công sở vô tư giùm em nha. Xinh lắm ạ. À. Tặng mi hồng giùm em. Em đo giùm chị sơ mi vòng 1 có 90 không? À, con này thì có khả năng 90 được nè chị. Con này 90 thoải mái giùm em. Tại vì nó có một cái con màu hồng này vừa thôi chị ạ. Con này ngực đến cả trăm luôn á. Có một mình con hồng này nè. Còn mấy con kia em sợ kích á. Sơ mi hồng nè 40.000 nè. À, chào em Hậu. Chiều chị đi về trễ quá. My đọc giá tiền mấy chị đi. Dùm My luôn cho bà My khỏi viết. Dạ cảm ơn chị Huỳnh Nguyên. Tặng bi hồng cho sô-cô-la Trần nè. Nhìn la nhà Úc. À Bảo Hân Nguyên á hả? Mà lên rồi ok. Bảo Hân Nguyên lấy cái sọc gì đây nè, sọc xanh. Ok nha. Này tặng nè. Trời ơi Hậu ơi. Trưa nay nhậu vui không? Đã nói là tuần sau đi. Tuần này bận rồi vậy mà mấy bà đành đoạn luôn á. Thiệt tình. Tặng mày 40 nè. Cái đó tặng đâu có giá đâu. Vòng ngực phải không chị? Để em đo vòng ngực 90 là được đúng không chị? Vòng ngực thoải mái luôn chị ơi, vòng ngực đến cả trăm luôn á. Đây nè, vậy em chốt ba cái ba màu cho chị nha. Em chốt cho chị Thiên My Nguyên nè, một cái sọc hồng nè, một cái sọc hồng nè, một cái sọc xanh nè, 40.000. Cái sọc xanh này để em đo cái sọc vàng thử nha. Sọc vàng mà vừa thì em chốt cho chị. Có bia chứ. Dạ. Rồi em đo thử coi. Nếu vừa thì vừa cái nào thì em chốt cái đó còn không vừa thôi ha. Ồ thoải mái chị ơi. Con này được 94 luôn. Là vẫn được chị ha. Đó, là sơ mi vàng vậy đấy. Băng keo nè. Chị My có mấy vòng cổ nên mua ở đâu đấy chị? Chị bán nè, mua không? Mua không em? Em yêu. Sau lửng hay dài, phía sau lửng hay dài, dài em, pyjama dài em ơi. Hôm nay để nhạc bolero luôn.
10. Ý là thích mua mấy cái vòng cổ này hả? Trời ơi, ba cái đồ giỡn, ba cái đồ tào lao mà mua làm gì trời. Ba đồ tào lao mới hay mang đó mà. Cái này, cổ cái nơ này có một cái mình bị điên hả? Đẹp quá là mấy triệu. Caro này 55 ký đổi lại. Chết xong rồi. Ừ. Không hiểu không mấy. 500 mấy là bình thường. Tao bán áo 500 mấy có 65, 85 ngàn là chuyện quá bình thường luôn. Trời con này đẹp luôn nè. 55 ký đổi lại. Nó nhìn thấy 500 mấy cái áo nó nói trời ơi 500 mấy luôn. Bình thường mới bán có 65, 50 ngàn là bình thường. Con này đẹp 55 ký. Caro vàng nha các chị nha. Lên cho em mã caro vàng 55 ký đổi lại nè. Trời ơi có 50 ngàn à. 50 ngàn. Lên giùm em mã caro vàng nha mấy chị. Siêu phẩm luôn. À đang còn một cái áo sơ mi này nữa nè. Này thì khùng nữa chứ hả. Mấy cái này là mấy cái áo này Win nó đưa một tập về tao còn chưa ấy mà. Tao còn chưa kiểm tra. Con sơ mi này đẹp ghê nè mấy chị ạ. Đẹp lắm. Để đây làm có tiền rồi lấy đồ là phải trả tiền cho tao. Cái không có dụ không không đâu. Con này cũng eo cả trăm, à, ngực cả trăm luôn nè mấy chị. Em đem che sẹo cổ. Ồ vậy á hả? Em mổ bướu cổ hả? Mổ bướu cổ hả? Vậy mình ra mình làm cái lắc vàng, làm cái kiềng cổ vàng khoảng tầm 3 cây á. Là đảm bảo với em là sẹo nào che cũng đẹp hết. Làm khoảng 3 cây vàng thôi. Đảm bảo với em là sẹo bự cỡ nào, bự bằng cái ngón tay vậy luôn, che vẫn ok luôn. Đeo vàng đi em, 3 cây vàng nha. Cỡ đó là chị đảm bảo với em sẹo nào cũng hết á. Caro vàng cho chị Phan Như nè. Sơ mi hồng cho chị Phan Như luôn ạ. 50 nè. Sơ mi hồng nè. Sơ mi hồng em hết caro vàng. 50. Con này khác hả? Con caro này này khác không kia? Con này caro đậm hơn chút xíu, 50 ngàn. Đằng sau có bo này, 55kg, 57kg thì mang đẹp hết mấy chị. Lên giùm em mã 2 nha, 50 ngàn luôn ạ. À. Em xả nè, 50 ngàn. Lên mã 2 giúp em, vải không thì đẹp luôn ạ. À. Mã 2 giùm em nha. Vải đẹp lắm. Trời ơi, áo này. Cái gì không? Mấy con áo này 300 mấy là bình thường nha. Mấy không nói dốc đâu, cái chị nhận về cái áo cái chị rờ, cái chất là cái chị biết liền. Rất đẹp luôn ạ. À. À, con này nè, trời hơi xe lạnh cái chị mang đúng đẹp luôn ạ. À. Co giãn nha, này hàng hiệu luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò. Vì sao á chị? Đây nè, nếu mà nó để cái thương hiệu cho các chị á là nó sẽ bị mất cái thương hiệu đi. Tại vì bình thường thương hiệu của nó bán 5-700 không à. 5-700 ngàn một cái áo mà bây giờ nó sale cho em buộc nó phải cắt cái thương hiệu. Cho nên nhiều chị hỏi, ủa sao em bán đồ nó cứ bị cắt mà. Chả phải là do em bán mà, do em mặc mà em cắt đâu các chị. Mình săn sale thì mình săn những con đầm này, những con áo này. Bởi vì nó là hàng hiệu, hàng rất là xịn sò. Đó, em nói thiệt với mấy chị là như vậy, cái đó là cái kinh nghiệm. Thời này mà cứ phải mua rồi phải có tem, có mát cho chị mới thích. Em nói mấy chị thích em gắn mấy cái em gắn cũng được hết. Em gắn đầy áo cho các chị luôn. Các chị muốn mấy cái mát em gắn vô cho các chị được 10 cái mát cũng được. Gắn đeo tùm lum luôn. Đó, mát chỗ nào muốn gắn chỗ nào em gắn chỗ đó cho các chị. Thật sự đó là em nói, em bán là em nói thật với các chị. Chứ còn mà nói nếu như cái mát thì nó quá đơn giản. Đó, những chị nào mà mua sắm khôn thân minh đó thì các chị sẽ biết. Những con áo mà hàng hiệu mà hàng xịn sò người ta không bao giờ để cái thương hiệu lại đâu. Tại vì nó sẽ bị mất thương hiệu của nó. Tại vì nó đang bán mà đúng không các chị. Cái này cũng là một con áo hiệp này các chị. Siêu đẹp luôn ha. 55kg là mang thoải mái cho em. Con này em xả luôn cho các chị. Con này là 60 ngàn thôi ha. Em đảm bảo với các chị con này không bao giờ có giá dưới 500 nha. Không bao giờ có giá dưới 500 ngàn. Lên giùm em mã hiệu đi.
lên mã hiệu giúp em nha. Siêu đẹp lắm mấy chị. Cổ hơi cao cao nè, trời ơi nó đẹp lắm. Coi giãn thoải má, còn con này nói chung là 57kg ở lại thì mang đẹp. Lên giùm em mã hiệu nha, em xem giới thiệu 60.000 thôi. 60.000, đá đẹp lắm. Cái đá của nó sáng mà nó không có rớt đâu ạ. À. Lên mã hiệu giúp em ạ. À. Bi vàng mã 2, để giờ dạ, chờ em một tí nha. À, mã 2 cho chị Trần Thị Ngọc Lụa nè. Dạ, bật nhạc vậy lớn lắm hả chị? Không phải là lớn đâu, do em để dí sát vô cái micro. Mã 2 là caro vàng chứ không phải bi vàng đâu ạ. À. Của chị Trần Thị Ngọc Lụa. Mã hiệu này, hiệu cho chị Toan Nguyễn Thị nè, 60 nè. Hiệu của chị Toan Nguyễn Thị 60 nè. Siêu đẹp quá mấy chị ạ. À. Đẹp lắm luôn. Hiệu em tặng hết nha. Em để xích qua đây. Chị, mấy chị nghe nhạc to lắm hả? Mấy chị em để nhỏ xíu thì tiêu không? Em ngồi đây em còn không nghe. Cho nên mấy chị săn những cái lô áo mà em xả kho này này đã lắm. Có nhiều cái áo nó xịn sò lắm luôn. Nè, con áo này mấy bữa em bán được 85 này mấy chị. 75 hay 85 gì nói chung mà em bán cỡ đó đó. Hả? Xe cho các chị 50.000 nha. Con này 50kg đổi lại giùm em. Lên giùm em mã sô-cô-la ha. Lên giùm em mã sô-cô-la nè. 55kg đổi lại, trời đẹp lắm. 50.000 sô-cô-la giúp em. Sô-cô-la nha các chị. Em bán thì các chị biết rồi. Mua của em lâu năm là các chị sẽ biết. Cái tính em là em không bao giờ nói dốc đâu. Tại vì nó dốc thì cũng vậy thôi, khi các chị nhận về thì các chị cũng sẽ thấy rồi đúng không? Ui con này nó dốc tổ thì lần sau các chị sẽ không mua nữa đúng không các chị? Đây nè, như con này là 299.000 nè, con áo này nè 299.000 nè, con này 60kg đổi lại vừa giùm em, siêu đẹp luôn ha. Đó, màu xanh tây, rất đẹp luôn. 60kg đổi lại lên mã 60 giùm em nha, con này 50.000 50.000, lên giùm em mã 60. Mã 60 mấy chị. Mã 2 thì em hết rồi nha chị Hiền Phạm nha. Nhiều lắm em, nhiều lắm, nguyên cái cọc mà nguyên cái lô đó là đến 400 cái lần đó. Bây giờ không biết cái đó là cái nào. Dạ ok chị Ngọc Út ạ. À. Trời con này cũng đẹp, cực kỳ đẹp ạ. À. Cái vải em nói nó bao chất cho các chị 200 mấy một cái, nó sale cho các chị có 50.000. Các chị không mua là không biết mua gì luôn. Con này thì màu của nó là màu xanh thiên thanh đó các chị, đẹp lắm. Đằng sau có bo này. Phối quá trời luôn, bữa giờ toàn bận, toàn bán đầm mà không có bán áo, bán đồ gì. Giờ em xả cho các chị. Lên giùm em mã này là mã 3 nha các chị nha. Mã 3 50.000 ạ. Mã 3 50.000 60 cho sô-cô-la Trần. Mã 3 giùm em nha. Lên nha. Thiều lên mấy cái cọc áo rồi. Đó, áo thơ. Hả? Gì? Áo thơ. Trời ơi, cuộc đời này gì mà chả làm được trời. Rồi con này lên mã 4 giùm em. Màu này màu nu các chị. Màu nu. Đẹp lắm. Các chị nhận cái áo về bao mê luôn. Mã 4. Cọc ở ngoài cùng này nè. Ừ, nó có cái áo lớn. Mã 4 giúp em nha. À, mã 3 cho Lily nè. Dạ, yeah. Mã 4 cho chị. Hay quá là hay. Thôi đã đưa mấy cái cọc, có mấy cọc áo lớn rồi nè. Đó, ừ. Thì đưa hết lại đây chứ giờ sao? Mày ý mà nói tao tối nay tao la hết tới tao mới được đi nghỉ đúng không? Đó, hay lắm. Con với cái cá. Đây nè, nãy này là mẹ. Nãy này là ba nè. Nãy này là bốn. Đẹp ghê nè mấy chị ơi, đẹp lắm nha. Mã 5 giùm em đi. Mã 5 nè, 60kg vừa giùm em, đẹp lắm ạ. À. Mã 5 giúp em nha. Mã 5, 50.000 một cái ạ. À. Rồi mã 6 nè. Đẹp xuất sắc luôn, mã 4 em tặng hết rồi ạ. À. Mã 6 nè mấy chị. À, mã 6 nha. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Mã 5, mã 6 giùm em. Mã 5, mã 6.
Mà 4 mét em chào chị Kim Chi Ngô nhé. Mà 5 cho chị Kim Chi Ngô ạ. Em có mã 6 nhé chị. Mã 6 nhé, 50 ngàn một cái ạ. Lên giùm em mã 6 nha. Mã 6 thì nào hỏi áo 70kg thôi mà. Mã 6 cho chị Hải Yến nè. Mã 6 của chị Hải Yến. Mã 5, mã 6 em hết rồi mấy chị. Áo đẹp lắm, chị nhanh tay đi, em bán 50 ngàn là em xả lỗ cho các chị. Áo không bao giờ mà có giá đó luôn. Đây nè, em cho chị coi nè. Ví dụ như con hàng hiệu Adela này nè. Giá áo nè các chị là 349 ngàn nè. Đó, là 350 một con nè các chị. Đó, áo sơ mi trộn vải nó đã lắm. Nè, em không nói nhóc đâu, em nói thì đúng chị luôn á nè. Hàng hiệu mà, áo hàng hiệu nè. Trời ơi, trói quá các chị không thấy. Thôi các chị về, các chị mua đi. Nếu các chị muốn thấy cái mặt này thì các chị mua đi xong về nhìn cái mặt. Bận hay không mặc kệ, để coi thử. Tao phải quyết tao mua cái áo này, tao coi để kiểm chứng được coi mi nó nói đúng hay là nói xạo. Cho nên cho dù tao không mặc tao vẫn chốt. Đó, chốt đi rồi về coi cái màn này. Chứ giờ chói quá coi không ra. Đúng không mấy chị? Đây, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái con áo này, đỉnh của đỉnh luôn nha. Con này em xem cho các chị chỉ có 65 ngàn. Áo này mấy bữa em bán là 85 ngàn. Hết đường hắt xì rồi sao ra đây hắt xì trời. Tự nhiên đi ngang chi cho bụi rồi ra đây đứng hắt xì. Mệt. Đây mấy chị, XL 60-62kg, bao đẹp, bao xịn cho các chị luôn. Cái thêu này là thêu trực tiếp vô áo. Lên giùm em mã thêu 60. Lên giùm em mã thêu 60, con này 65 ngàn. Các chị mua không tiếc đâu, đảm bảo luôn. 65 ngàn, tại lô này hồi xưa em bán tầm 85 ngàn không ạ. Thêu 60 giùm em, đỉnh lắm. Mấy chị không mua là tiếc, ơi là tiếc. Theo 60 giúp em nha, em có hai con này, màu vàng đồng, chỗ màu nó đẹp. Các chị nhanh tay. Mã 6 58kg, dạ vừa á chứ chị, nhưng mà em hết mất rồi nha. Mã 5, mã 6 gì em hết trơn, trời rồi mấy chị. Đó, chị chốt bi đỏ có được không? Là chị đang lấy em, đang mặc cái hả? Dạ rồi, em chốt cho chị lên hồ, giờ em mới thấy luôn. À, theo 60 cho chị Bảo Vàng Lê nè, theo 60 cho chị Thiên My. Cái đầm mi đang mặc của chị Helen Hồ ha, đầm em đang mặc 50 ngàn. Cái đầm, à quên. Áo em đang phật 50 ngàn. Con đó 65 nha. Đây, đây 65 nè. Con này 50 nè. 50 nè. Chết cha, thật tự nhiên chị Mai Hồng Lanh vô chửi con cờ chị kìa. Chị này, đang lên đây chị Vân Hình lên, em đang lên áo. Còn chị bận đi đâu thì tùy chị. Chị muốn mang công sở chị mang đi ngủ cũng được. Thôi giờ bắt em lên. Đây em đang lên nè. Con áo này là lên đi em hạ tim nè. Con này 50 ngàn, 55kg đổi lại vừa giùm em nha. Đẹp lắm, siêu xịn luôn. À có nhiều chị nói chị không có mua nhưng mà chị rất là thích coi em like. Em like em nói chuyện vui quá. Đêm nào chị cũng canh me để coi em like hết á. Đó, nói thiệt với mấy chị nhé. Đó, cái mặt nè. Các chị nói đúng, trời ơi đừng có giật mặt của chị. Trái lại mặt cho chị. Em cho chị 4 cái mặt em gắn khắp nơi luôn nha. Chứ giờ nó em mang vô mà nó cấn cấn em khó chịu quá. À, xong cái nói vậy em nói trời ơi chết em rồi. Em like lên rồi các chị coi cho nó vui vậy thôi. Rồi các chị không có mua của em gì hết rồi coi mi nói chuyện không là chắc chết luôn. À, mã tim em đang mặc 55kg đổi lại 50 ngàn à. Lên giùm em mã tim nhé. Không có nha. Tại em thấy chị cờ chị, em tưởng chị chửi con gì á chứ. Không có nha. Có thôi làm căng vậy. Trời ơi xịn sò nữa hàng Adelaide. Mấy chị tụi nó hiểu lắm. Cái lớp lót ở trong nó cũng hiểu lắm. Em nói em khoái cái hãng này ghê luôn á. Mà một năm nó chỉ sale đầm cho em có một lần. Đẹp ghê nè mấy chị. Trời ơi ghê lớp lót ở trong nó cũng đã. Xịn sò lắm mấy chị. Ôi nó đã lắm. Nè một con áo sơ mi màu hồng đẹp lắm luôn ạ. Cực đẹp luôn. 65 ngàn rồi mấy chị. Quá đẹp luôn. Đây, con này tầm 58kg đổi lại giùm em nha. Lên giùm em mã sơ mi hồng. Trời các chị phối cái gì cũng sang luôn ạ. Đẹp lắm. Thiệt. Em nói mấy chị bỏ ra tiền mấy trăm ngàn em mấy chị mới mua được con áo này. Tay nè, sang chưa? Quá đỉnh luôn. Lên giùm em mã sơ mi hồng nha. Con này 65 ngàn ạ.
65.000 lên giùm em mã sơ mi hồng. Hàng này hàng hiệu của mấy người, hàng Adela là cái chị biết rồi. Đẹp lắm luôn. Sơ mi hồng 58 cái độ lạnh vừa giùm em. Sơ mi vàng giùm em luôn, hàng hiệu luôn. Trời ơi, gói tay nè mấy chị ơi. 65.000 luôn giùm em nha. Đỉnh luôn á. Tay nè mấy chị, đã không? Tay gà nút nha. Rồi lên luôn giùm em mã sơ mi vàng. Chị cũng vậy. Dạ, dạ chị Kim Chi Ngô. À, sơ mi hồng với chị Thiên My Nguyễn nè. Sơ mi vàng giùm em. Tim cho chị Hiền Phạm ha. Tiên em đang mặc kìa. Sơ mi vàng với chị Thiên My Nguyễn luôn nè. Sơ mi hồng nè. 65.000. Sơ mi vàng nè. Cho chị Hiền Phạm nè, Hiền Phạm dễ xuất hơn nè. À, một cái sơ mi vàng cho người đẹp thấm hình luôn nè. Ồ đâu rồi, đây nè, đây nè. Em còn một cái sơ mi vàng nữa mấy chị ơi, đỉnh lắm, 65.000 nha. Đẹp xỉu luôn ạ. À. Rồi sơ mi vàng cho chị Trang Trang ạ. Rồi em hết sơ mi vàng mất rồi chị Chiến Võ ơi. Con này 55kg đổi lại luôn nè. Này có dây kéo luôn nè mấy chị, đỉnh không? Này, có dây kéo luôn. Con này em sale cho các chị có 65.000 hả? 60.000. Con mới 50, con này mới 60 nè. Dạ chị chốt hụt hết rồi chị chứ Chiến Mỏ thôi. Chị chốt hụt hết rồi. Chị chốt hụt hết rồi để em lên tiếp em coi thì còn. Có nhiều. Còn sơ mi còn nhiều. Em lười kéo cái dây kéo phía sau quá, năm ra nó bị chật. Chưa kéo hết. Rồi chốt mã tim cho chị Hiền Phạm đã. Áo đang mặc mà. Áo đang mặc cởi ra trả cho bà rồi mà còn lên tiếng gì nữa trời. Áo đang mặc cởi ra trả rồi. Ý, con này khoảng tầm 50kg rồi lại thôi mấy chị. 55 em sợ nó bị ấy mà. Mặc dù nó rất là đẹp mà. Có dây kéo phía sau nha mấy chị nha. Có dây kéo phía sau. Đó. Con này mang dạng crop top giùm em nè, siêu đẹp. À, nãy chốt cho chị rồi. Chốt cho người đẹp rồi đó, trẻ. Rồi con này 369 là 370.000 luôn. Hàng Adela nè. Trời áo nhà em bán nó xịn quá, trời xịn đây nè. Còn giá luôn. Các chị cứ việc để coi giá giùm em nè. Ôi trời ơi, sơ mi lụa đó chị. 369 là 370 nè. Con này 62kg đổi lại vừa giùm em nhé. Lên giùm em mã lụa đen 65.000. Lụa đen 65.000 nhé. Em xem với chị lụa đen 65.000. 65 bán không bằng giá mặt luôn. Cái này là xả kho còn vài con nè. Lụa đen nè. Con đó 62kg lên mã lụa đen giùm em nhé. Chân váy em không có ạ. Lụa đen cho chị Thiên Minh Nguyễn nè. 65.000. À, con này nhỏ hơn ạ. Con này tầm 58kg thôi. Đấy. Cũng lụa luôn á chị. 58kg nha. Lên giùm em mã 58. Lụa trắng này mấy chị. Vải hơi bị đỉnh luôn. Lên giùm em mã 58 nha. 65.000. Mã 58. 58 65.000. Mã 58 giùm em đi mấy chế ơi, mấy chế. Lên mã 58 đi ạ. Con này nhỏ hơn, con này 55kg thôi ạ. À. 55kg lên giùm em mã 55, cũng lụa đen thôi, nhưng mà size nó nhỏ hơn nè. À, body hả? Hôm nay không có lai đầm người đẹp Mỹ Xuyên ơi, mai lai đầm nhé.
58 cho chị Hoàng Minh Ngọc nè. À, con này 55 ạ. Trang nói chị miệng mi rồi, chị nói ai biểu giới thiệu. Dễ à chị Kim Chi Ngôn, tội nghiệp thiệt. Chị miệng mi rồi. Chết thì chết, làm như người yêu quá. Làm như khác giới, đồng giới mà giống khác giới, nghiện rồi. Ai biểu giới thiệu. 55 của chị Hoàng Minh Ngọc nè. 55 của chị Hoàng Minh Ngọc. Ừ, tối lắm rồi. Rồi Adela tiếp này mấy chị ơi, 349 nè. Đẹp lắm, màu này màu à, màu đồng hả ta. 65.000 nha mấy chị nhé. 65.000, siêu đẹp, siêu đẹp luôn ạ. Màu này màu đẹp lắm mấy chị. Màu màu cam đất hả? Màu cam đất hay hả? Con này 57kg nhé, lên mã 57 giùm em. Lên mã 57 giùm em nha. 65.000 ạ, hàng Adela luôn, 349.000. Lên giùm em mã 57 mấy chị. 57. Rồi con này 60kg luôn mấy chị. Lên giùm em mã 60. 60 ha. 57 là 60. Rồi còn lũ đen lũ trắng rất nhiều nè. Rồi lên giùm em mã 60, 57 và 60 giúp em nha. À, 57 của chị Helen Hồ nè. Lên mã 60 giùm em nha. Dạ có ạ. 60 cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Áo em mặc không có size lớn, áo em mặc chỉ có 50kg đổi lại thôi chị. 65.000. 57 hết. Em còn 60 một cái này, vậy chưa Ngọc Diệp lấy cái 60 này đi chị. Đó, em còn 60 một cái nè. Sáu mươi cho chị Trương Ngọc Diệp nè. 65.000. Con này hàng hiệu luôn nè mấy chị, hàng hiệu iQueen nè. À, con này size 65kg nè, xả luôn cho các chị 65.000 nhé. 65.000 hàng hiệu iQueen 290 nè. Đây, đang còn nè, 290 nè mấy chị, siêu đẹp luôn. Hàng hiệu iQueen nè, đẹp lắm. Rồi, sale cho các chị con này 65.000 60kg. Lên giùm em mã 6. Lên giùm mã gì ta, mới lên mã 60 rồi nó dễ bị lộn lắm. Lên mã nu đi các chị, lên mỹ mã nu nha. Mã nu hàng hiệu nè, đẹp lắm. Mã nu ạ. 65 chị lấy cái khác đi ha. Lên mã nu giùm em nha. Con này 65 vừa không ta? Con 65 chắc chị Sơn Lê, con này vừa á chị. 65 chắc con này vừa nè. Mã nu giùm em nha. Mã nu 65.000. Này em nhập vô cao lắm. Nu giúp em nè. 65. Lụa vàng. Nu cho chị Hà Phạm. Nu của chị Hà Phạm nè. 65.000. Lụa trắng nè. Thôi lụa trắng 60kg luôn các chị. Lụa trắng 60kg nè. Lên giùm em mã lụa trắng nha. Đây, con sơ mi lụa đẹp lắm. Hàng hiệu luôn, 65.000 à. Nhanh lên giùm em mã lụa trắng. À, 300 mấy nè. Đang còn mạt, đang còn giá nè. 369.000 mấy chị. 369.000. 65.000. Lên giùm em mã lụa trắng nha. Áo khoác đang sale 65.000 nha. Người đẹp Nhung Nguyễn ơi. Chị Nhung Nguyễn Đồng Nai. Người đẹp Nhung Nguyễn Đồng Nai. Áo khoác đang sale 65.000. Áo khoác màu rêu bao nhiêu ký mặc vừa. Con này hả? Con này thì con này 60kg đổi lại. Chắc Thu Hoài hả? Thu Hoài vừa chứ gì đâu. Nu hết rồi, lụa trắng cho chị Dung Nguyên ạ. À, lụa trắng cho chị Dung Nguyên nè. 65.000. Con này vừa nãy ai mới nói con vàng gì đây, dặn con vàng gì đây. Con này được 55kg thôi. 55kg nha mấy chị nha. Lên giùm em mã 55 này. Con lụa vàng, lụa màu đồng này, đẹp xỉu luôn. Đó, lụa đồng là cái chị, trời sang ghê luôn á. Đẹp lắm. Rồi lên giùm em mã 55. Mã 55 65.000 ạ. Mã 55 giùm em, 55kg nha mấy chị. Con này 55kg thôi ạ. À,
tay hay xịn sò. Em bán quá bèo luôn, giá bèo lắm. Rẻ lắm. 55 cho chị Hoàng Biên Ngọc nè. 55 cho chị Hoàng Biên Ngọc. 45.000. Nhiều lắm chị, nó còn đến 5-600.000 đâu rồi. Nhiều con hàng mắc tiền lắm nha. Rồi con theo luôn ấy chị nha, xả luôn cho chị 50.000 luôn nha. Áo theo xịt lắm. Rồi con này size lớn à. Size lớn 4X 70kg giùm em nha. 70kg lên giùm em mã 70 nè. Lên mã 70 theo nha chị. Xinh đẹp luôn. Mã 70 cái này các chị mua cho, mua tặng cho những người lớn lớn lật bự bự tí nha, cũng đẹp ạ. 50.000 em xả luôn nha. Em còn có mỗi thứ ít em sale luôn hết cho các chị. Đây nè, theo luôn nè mấy chị. Theo này em nói với mấy chị, bữa nay em nhập vô, nếu như mà lò khác họ bỏ sỉ ra là đã 85-90.000 một cái áo theo như này rồi. Các chị vô chợ đi, người ta treo ra người ta bán đến 200 mấy một cái như thế này. Lên giùm em mã vàng nha các chị yêu nha. Mã vàng ạ. Cái lụa đồng đó em cũng hết rồi. 50kg vừa đẹp luôn nha Nhung ơi. Nhung Nguyên ơi, 50kg áo đẹp nha. 55 hết 70 cho chị Trần Thanh Hương nè. À, vàng cho chị Trần Thanh Hương nè, 50.000 thôi ạ, à, mà đẹp quá, đẹp lắm ạ. À. Bảy mươi em hết mất rồi, à, em cũng không biết nữa chị, để em coi thử nha chị. Chị Ngọc Út ơi, để em coi thử nha. Một cam đất này các chị, con này 3X thôi, con này nói chung cũng 70kg chắc cũng được luôn á. 3X nè, lên giùm em mã cam đất nha. Cam đất, áo đẹp quá. Đất nó rất là xịn sò. Chị nào bự bự hút cái con này về đi các chị. Mang vừa mát vừa đẹp luôn. Đảm bảo với các chị. Không ai bán rẻ như em, cái đó 50 thôi nha. Cái này nè. Theo 50. Theo này, cái này cái theo 70 á. 50.000 luôn. Con này cũng 70kg luôn mấy chị. Lên giùm em mã đỏ đô nè. Đỏ đô, rất là đẹp. Lấy màu xanh green. Rồi ok, người đẹp Nhung Nguyên. Chị Nhung Nguyên. Lấy màu xanh green. Xanh green cũng xanh green là khi ta có thì học lấy một cái áo khoác. Chị Thú Hoàng Nguyễn lấy cái gì vàng á? Vàng gì á? Đỏ đô cho chị Vân Huyền Lê. Cam đất cho chị Nguyễn Thị Hương. Ừ, cái rêu đó 65.000 nha. Áo khoác 65.000 nha mấy chị. Áo khoác ở đằng sau em đang sale 65.000. Đẹp mà rẻ lắm. À, cái này cho chị Vân Huyền Lê đỏ đô nè. Đỏ đô của chị Vân Huyền Lê 50.000 nha mấy chị nha. Áo này em đang sale 50.000 áo theo nè. Xả luôn giá hết nè. Để em coi màu đen bao nhiêu ký. À, đen cũng 70kg luôn mấy chị. Đây, lên giùm em mã đen nha. Vải đã lắm, đẹp. Lên mã đen giùm em, mang hơi bị sang luôn. Đen giùm em ha. 50.000. Sale luôn cho mấy chị đỏ đôi em hết. Nãy giờ không chốt được. Chắc mạng bị chậm á mấy chị. Mạng bị chậm mất rồi. Chị Sơn Lê chậm mất rồi. Trời ơi, con theo này mà dạng như zombie như thế này luôn nè mấy chị. Sang không? Nè, đẹp kinh khủng luôn á. Đó, nè, con này á thì cũng 70kg đổi lại giùm em luôn á. Size 3X luôn á mấy chị, 70kg đổi lại nha. Lên giùm em mã sơ mi. Trời ơi, đẹp ghê luôn á, gài nút lại giùm em nha. Chị nào thích thở hang á thì bỏ nút ra, còn chị nào không thích thở thì gài lên. Đó, đẹp không? Cái tay lật lên nè mấy chị. Vải rất là đẹp luôn ạ. Lên giùm em mã sơ mi ha. À, đen. Dạ, mẫu này, mẫu theo này không có size nhỏ chị. Áo may mặc đang sale có 60.000 à, Linh Linh ơi. Con này 50kg, Linh Linh mang đẹp luôn nè. 50kg ha. À, đen cho chị Sương Lê nè. Đen em hết nha. Sơ mi cho chị Huỳnh Vân. Dạ chị. Rồi, 50.000. Nãy giờ tưởng chị Vân đi ngủ rồi chứ. 50.000 nè. À, sơ mi cho chị Vân nè. Sơ mi em hết, mạng chị Sơn Lê chậm quá ha. À, rồi con này cũng sơ mi màu đỏ đô. Đỏ đô được không nè chị Hà Phạm nè.
sơ mi đỏ đô được không? Đó, sơ mi đỏ đô giùm em nhé. Trời vải đẹp lắm. Sơ mi đỏ đô 50 ngàn giùm em. Siêu đẹp. Các chị cứ bình tĩnh, hàng rất là nhiều, có nhiều loại cho các chị chọn lựa. Trời ơi, cái này cũng đẹp nữa nè. Rồi con này nhỏ hơn giùm em nhé. Con này 65kg đổi lại thôi ạ. Trời ơi, xinh lắm. 65kg, lên mã 65 giùm em. Lên mã 65, 65, 68 đây cũng được ạ. Lên mã 65 giùm em nha. Dạ, đẹp lắm đó chị Hồng Nguyễn ạ. 58kg, chị ngủ trễ lắm hả? Dạ, thức khuya cũng không có tốt luôn á chị Hồng Vân. À, sơ mi đỏ đô cho chị Trang Tôn nè. Lên giùm em màu nạc mẫu này là mã 65. 50.000 mã 65 giùm em ha. Mã 65 50.000. Đỏ đô sơ mi em còn một cái chốt cho chị Xuân Lê luôn nha. Khoan để coi. Rồi, cùng size luôn. Mã 65 em còn nha. 65 đẹp lắm. Cái này đẹp lắm chị. Không cổ mà nó theo đẹp quá nè. Theo quá đẹp lắm. Con này nhỏ hơn này nha chị. Đây. Con này 60-62kg nè. Lên giùm em mã 62. Trời đẹp quá. Cái chất nó đã lắm luôn. Cái này em không có nói dốc một lời nữa. Chị nhận về cái chất cái chị mê luôn. 65 này, 62, chị này nhỏ nhỏ, 60, 62 gì men được hết nha. Dạ, XL được luôn. Rồi 65 cho chị. 65 cho người này Thu Nguyên nè. 65 của Thu Nguyên 50.000. Chết luôn á, khó ngủ gần sáng mới ngủ tí trời. Nó cũng ảnh hưởng mình dữ lắm. Có XL này mấy chị. XL có nha. Chị tiệc cưới Diệu Phú. Chị ơi, chị tiệc cưới Diệu Phú ơi. Đợt trước chị xả hàng của bên em. Bây giờ chị có chắc lấy thì em mới dám chốt nè. Bây giờ mà chị chốt xong rồi chị xả là em buồn lắm á chị. Sao chị? Sao chị đẹp? Không, chắc giờ chắc đám cưới nhiều rồi chắc chị không xả của em nữa đâu ha. Sao mấy bữa dịch quá thì xả. Bây giờ đám cưới nhiều chắc chị không xả của em nữa đâu đúng không? Em chốt hàng mà cho khách xả rồi em sợ lắm. Em nói thiệt, sợ bán lại. Con này cũng 65kg nè, chị lên giùm em mã đỏ 65 nha. Lên giùm em mã đỏ 65. Dạ. 50.000 một cái thôi mà đẹp xỉu luôn ạ. Đỏ 65 giùm em nhé. Này kiểu nó khác chút nè. Con này 2X nè, 65kg luôn. Lên giùm em mã hồng. Hồng 65. Theo hết đó mấy chị, nó theo hết luôn, các chị bỏ máy giặt giặt thoải mái luôn nha. Hồng 65 giùm em. Đỏ 65 này, hồng 65 này. Không có sai. Hồng 65 luôn. 50 ngàn ạ. Theo hơi bị đỉnh luôn. Chị nào nhỏ nhỏ vẫn chờ em chút, nhỏ nhỏ vẫn có hàng nha. Con này 60kg đổi lại. Đây giùm em mà đô 60 nha. Đỏ đô này 60kg đổi lại. Tầm sấy thêm lần giùm em. Đỏ đô, đỏ tươi gì cũng có. Hồng 65 cho chị Hoàng Liên Ngọc. 50.000. Đỏ 65 cho chị Thu Hoàng Nguyễn. Đỏ 65. Lấy cục ấy ra. Bảy mươi ký chắc còn cho chị Lan 10 xuống đó cái thùng kia chị in trước mắt mày luôn đó. Nhìn cái gì tập trung cái gì mà biểu đỏ đô 60 em chốt cho chị Hiền Phạm nha. Áo em đang mặc vẫn còn ha, áo em đang mặc vẫn còn luôn. 50kg đổi lại giùm em. 60.000. Đỏ đô 60 nè. Rồi hết cái đỏ đô 60 là chị Hồng Nguyễn nè. Bảy mươi ký cũng còn, mấy cũng còn hết mấy chị. Rồi lên giùm em tiếp nè. Sơ mi nè. Rồi sơ mi trắng nè. Hàng hiệu quá mấy chị ạ. Con này 305 luôn nè mấy chị. Nó cùng lô cũng sơ mi kia. Theo luôn các chị, con này bằng lô kia thôi, sale luôn 40.000 luôn mấy chị. Nè. Đây. Trời đẹp quá.
sơ mi trắng mấy chị ơi, vải giống như là vải xô lụa mấy chị, 305.000 trời, vải đẹp lắm. Lên giùm em mã trắng nha, con này dưới 60kg mang đẹp giùm em nha, khoảng tầm 57, 56, 58 gì đó, 58kg đổ lại. Lên giùm em mã sơ mi trắng 40.000 ạ, sơ mi trắng 40.000 giúp cho em siêu phẩm luôn. Áo khoác giả, áo khoác 65.000 nha chị Cao Ngọc Lan ơi, sơ mi trắng một cái cho chị Thiên Minh Nguyễn nè. Dạ rồi, trắng cho chị Vân Hiền Lê nè, đẹp lắm ạ, áo trắng đẹp lắm, em sale có 40.000 thôi nha. Áo trắng 40 nha, rồi 40, một cái trắng cho chị Dương Nguyên ạ, một cái trắng cho chị Nguyễn Mai Anh. Chị Nguyễn Mai Anh ghé shop lấy hàng cho chị ơi, bên em nhắn hoài không thấy chị trả lời nè, chị ghé shop lấy hàng giùm em chưa chị? Các chị chốt hàng rồi tranh thủ ghé shop lấy giúp em nha, chứ chốt hàng rồi không lấy thôi chứ để hoài đó em không dám bán luôn á. 40.000 nè, nãy chị ấy chị lấy một cái 62 rồi. Một cái trắng cho chị Nguyễn Phương, cái 50. Một cái trắng cho chị Hoàng Liên Ngọc 40. Sơ mi trắng 40. Một cái trắng cho chị Tiệc Cưới Diệu Phố. Một cái trắng cho sô-cô-la Trần nè. Rồi em hết trắng rồi mấy chị. Em hết cái áo trắng mất rồi, 40.000 em hết trắng rồi mấy chị ơi. Mấy chị chốt sau hết mất rồi. Cho chị thêm xong. Không biết ai giờ nhả. Một lẻ sáu thì Đức Cảnh đó chị ơi, chị thì cưới Diệu Phú. Dạ, sơ mi xanh hả chị? Dạ rồi, mã xanh một cái cho chị Thiên Nguyễn nè. Mẫu này để em coi được, nó có giống mẫu không? À, cũng đẹp ghê nè. Đấy chị. Để em. Khách lấy hàng. Dạ chắc được á chị Thiên My á, chắc được á. À 47 là 94 mà chị là 90 đúng không? 90 chắc ok á chị ha. Em nói thiệt bán cái áo 40.000 em sợ mấy chị bận không được nữa, mấy chị khổ ghê luôn. Ai bán hàng có tâm như em không mà mấy chị còn không thương em nữa thì thôi đó. Bán cái áo 40 vẫn sợ khách không bận được, mà nhiều lúc cứ 40.000 à. Khổ gì vậy đó chứ. Nó sale thì sale áo từ 300 mấy, sale có 40.000 thôi. Rồi một cái xanh cho chị Liên Nguyễn, một cái xanh cho chị Hoa Nguyễn Thị Thanh nè. Một cái xanh của chị Lai HT nè. Bài này dễ thương lắm, bài chuyển khoản bài ghi là em Lai nè đúng không? Trời ơi, cưng xỉu luôn. Em Lai chuyển tiền. Xanh cho chị Chiến Võ nè. Rồi em hết xanh nè, em hết xanh rồi mấy chị, 40.000 hết xanh rồi nha. Em còn hồng nè, hồng với vàng, chị nào lấy này lên cho em mã hồng với vàng. Áo chị My mặc còn không? À còn nè Phạm Tố Nga ơi, cái áo này có 60.000 thôi mà rất là xịn luôn, nhưng mà chỉ có 50kg đổi lại thôi. Nghe đẹp Phạm Tố Nga. Rồi vàng, lên giùm em mã vàng, vàng hoặc hồng nha. Vàng cho chị Vân Hiền Lê nè. Vàng nè. Rồi hồng cho chị Thiên Minh Nguyễn nè. Dạ ok chị.
hồng cưng lắm nha mấy chị ạ, màu hồng cưng lắm, đẹp lắm. Hay như chuyển khoản thôi đúng không? Áo có áo thun một màu mặc đồng phục không ơi? Áo thun một màu hả chị? Chị cần bao nhiêu cái và nó có size không chị? Mã vàng cho chị Thiên My luôn nè. Chị Hà ơi, chị cần bao nhiêu cái và chị cần size không? Chào người đẹp Hồng Hoa nha. Rồi hồng cho chị Chiếm Võ, 40.000 một cái áo sơ mi. Không đẹp em không lấy tiền với chị luôn. Dạ nói chung á là dưới 60kg mang đẹp chị, 58kg đổi lại giùm em nha. Hồng với vàng nè, 58kg đổi lại giùm em. 50kg chị giết em đi. Cái gì ghê vậy? Chào chị Trịnh Lương, mua cái vàng cho chị Chiến Võ. Thôi tự nhiên kêu 50kg rồi bắt giết rồi bắt gì vậy trời. Thôi mua một gói giảm cân 450 uống đi, bận áo này được hết á, vừa hết 56kg à. Một cái hồng cho chị Văn Hiền Lê. Một cái vàng cho chị Hoàng Mỹ Ngọc ạ. Có 40.000 cái áo sơ mi gì thôi. Kinh khủng khiếp. Một cái hồng cho chị Hoa Nguyễn Thị Thâm. Chốt một lần giùm em nha. Chốt mấy lần em cho mấy cái áo là cái chị phải lấy hết hết. Tại vì em sale 40.000 rẻ quá. Chị lấy thêm màu hồng nữa nha. Ok chị Thiệt một cưới Diệu Phú nè, màu hồng nè, 40.000 nè. Nói chung á cái chị cứ chốt mà lấy hàng giùm em là được. Chứ không thôi em like mà. Chị Hoa Nguyễn Thị Thanh nãy có lấy vàng chưa vậy chị? Thôi em cũng không biết đâu, em chốt cho chị, mai chị ráng lấy hết cho em, em không biết đâu, bắt đền. Cái này ta gọi là nằm dạ nè, bán ế quá nằm dạ. Nhưng mà lỡ chốt rồi mà chốt nữa ráng chịu á. 12 cái nè chị. Chị Hà lấy 12 cái thì màu mà áo thun hả? Chị inbox cho em đi, inbox nói sai rồi cụ thể, nếu em kiếm ra thì em báo chị nha. Một cái hồng cho chị Hoàng Thị Thúy á. Đồ cao cấp ngày mai nha, ngày đẹp Dung Trinh ơi, mai hả? Mai 21 ngày đây còn không, thôi em ghé shop đi người đẹp ơi, Dung Trinh. Trời ghé shop đi em. Ghé 106 ngày Đức Cảnh, chị về hàng cao cấp mấy triệu cũng có luôn. Đẹp lắm. Có mấy cái đầm mấy triệu mê luôn. Giỏi quá, chiều vô Bình Thuận quốc tè le, giờ về like nữa trời. Làm gì quốc tè le trời. Là gì quốc tè le nghe gớm vậy. Hồng cho chị Thanh Thuy. Chị em gái Thu Thủy Ngô ơi, em thích bán áo thì em cứ chốt ở đây nè, rồi đem vô rồi gửi xe vô cho em bán thoải mái luôn. Là mình được lựa, mình được thỏa niềm đam mê mà mình được chọn lựa thấy không, rồi mình còn bán nữa đó. Vàng cho chị Tiền Lê. Rồi hồng em hết mất rồi chị Kim Chi Ngô ơi. Cho em xem cái áo sơ mi đi, đang lên nè, 60 nó 67 kg. Dạ. Để em kiếm lại nha chị Hà, em không dám hứa. Nhưng mà nếu có thì em báo chị ha. Hồng em hết mất rồi chị Kim Chi Ngô, em còn vàng thôi. Chào chị Duyên Khuất nè. Trời ơi em còn vàng không à. Đây. Nè, còn vàng. Đó. Màu vàng cũng đẹp lắm á chị Kim Chi Ngô ơi. Áo này nè, sơ mi này em sale rẻ không? 40.000 một cái à, trời ơi quá rẻ luôn á. 40.000 á mấy chị, đẹp lắm. Sắn tay lên cũng được á chị, gài dài tay xuống cũng được nha. Vải hơi bị đẹp luôn ạ. Trời không ai bán cái áo này 40.000, đảm bảo với cái chị luôn. Siêu thị nó bán 305 đây đang còn. Mạc miết rồi đàng hoàng, ngon lành luôn hết nè. Trời ơi, nó đỉnh lắm lắm. Cái chị nhìn nè, không? Nó lót ở trong nè. Hàng nè. Đó là cái chị biết là nó xịn sò rồi, chứ không phải nó bán 40 mà bán tào lao đâu ạ. Em chỉ còn hai cái vàng thôi. Chị nào lấy vàng thì nên nghĩ mã vàng, hoặc là chị nào nãy chưa vô thì em còn mấy cái sơ mi sọc nè. Cũng 40.000 đó chị. Dạ chị Hà. Rồi, lên giùm em mã vàng nhé. Em còn vàng nè. Cái này em còn hai cái cho chị nào có chia sẻ em khuyến mãi cho các chị 20.000 nè. Em còn hai cái. 20.000 áo này 65-68 kg được luôn, lên mã khuyến mãi giùm em nhé. Mã khuyến mãi 20.000 em còn đúng hai cái, nãy em like trước đầu like rồi đó, cho các chị chia sẻ cho em đó, nhưng mà em bán cho chị nào chia sẻ thôi ha.
Nằm hôm nay em không lên nha chị, tay nguyên tím thôi. Nằm hôm nay không lên nhá. Nằm ở bên Sóc Thân, còn hôm nay live ở nhà, cho nên ở nhà không có đầm. Đó, mấy bạn thích thì tôi live đầm của tôi ra bán lại thôi, chứ giờ tôi không có treo đầm ở đây. Khó nằm ở nhà mặc thôi. Nằm ở nhà, chơi không? Lên một cái khuyến mãi cho chị Ly Nguyễn nè, chia sẻ live stream giùm em nhé. Dạ, các chị chia sẻ giùm em nha. Một cái khuyến mãi cho chị Liên 20 ngàn nè, nhớ chia sẻ giúp em nè. À, một cái khuyến mãi cho chị Trương Ngọc Diệp nè. Rồi em hết khuyến mãi nha. Mã vàng sơ mi em còn luôn nha mấy chị, 40 ngàn ha. Em còn sơ mi vàng. Hôm nay chị lai áo thôi, áo và áo chống mặt luôn. Chị lai áo. À, chị nào chưa lấy cái sọc hồng này 65kg đổi lại vừa thì lên giùm em mã sọc hồng. Dạ khuyến mãi hết mất rồi chị Sơn ơi. Mạng dạo này chậm ghê, dạo này ít mua đồ sao á, mạng chậm. Nè, 65kg đổi lại, chị Sơn lấy cái sọc hồng này đẹp nè, 40.000, 65kg đổi lại giùm em. Đó, lên giùm em mã sọc hồng nè, 40.000 giùm em, áo sơ mi nhá. Xả kho mấy chị, xả đẹp, rẻ và đẹp lắm luôn. Hôm nay thì khoảng tầm 55kg nhưng mà cái vòng ngực của nó lên đến 94 mặc vẫn được. Lên mã sọc vàng giùm em nhé. Sọc vàng caro á các chị. Sọc hồng, sọc vàng nè, 40.000. Sọc xanh hết rồi. Sọc hồng cho em bù nhìn rơm nè. Ok em yêu nè, 40.000, quá rẻ luôn. Sọc hồng. Sơ mi là không giãn nha, vải sơ mi không giãn ha. Sơ mi là vải nó nguyên si đúc như vậy không giãn, áo thun thì mới giãn được chứ sơ mi là không có giãn nha. Sọc hồng cho chị Sương Lê. 40. Trời ơi vải đuổi này mấy chị này đẹp chưa. Này, 55kg đổi lại giùm em, phải đuổi nha. Trời đẹp lắm luôn á. 201 một cái luôn mấy chị ạ. Đẹp lắm. 201 này, lên giùm em mã trắng 55kg đổi lại. Con này có bo thun. Mã trắng giúp em nha mấy chị nha. Có bo thun lần sau 201. Lên mã trắng. Mã trắng giùm em nha. Mã trắng. Cực phẩm luôn á. Thôi phải đuổi đẹp lắm luôn. Con này lên giùm em mã cam là màu cam đất ạ. Tải hết tiền nên mạng yếu. Hình như vậy á. Chết thì chết. Sọc vàng cho chị à, sọc vàng cho em Thu Nguyên nè. Rồi ok Thu Nguyên nè. Sọc vàng nè, 40.000 nè. Dạ rồi trắng cho chị Hà Đoàn nè, 40 nè. Con này 50 nha. Trắng là 50 giùm em nha. Quên báo giá mà cứ biểu chốt đi chốt đi. Con này 50 nè. Cam đất là mấy chị 50 luôn ạ. À. 50.000 nha mấy chị ơi. 50.000 cam đất nha. Rồi đẹp quá. Lên giùm em mã cam nè. Trắng em hết mất rồi chị Lâm Nhiện ơi, chị Chích Bông ơi. Chào em Thanh Mỹ nha. Để em coi nha, xíu nữa còn nữa. Rồi màu này là màu nu các chị. Lên giùm em mã nu nha. Nu 55kg đổi lại giùm em. Cái này chị Lâm Nhiện mua cho con gái chứ các chị không vừa đúng không? Rồi con này là hồng. Hồng đất là mấy chị, dạng như hồng đất, hồng cam, hồng dâu gì đây nè. Hồng. Lên hồng giùm em nha. Hồng nè. À, vàng nè các chị. Đẹp lắm. Vàng nè, 55kg. Đó, ở đằng sau nó có ho thun ở phía dưới giùm em nha các chị nha. Mang quần đùi, rinh quần tay, chân váy. Trời ơi, cái gì cũng mang được hết. Có 50.000 thôi, cái nút nó cũng đã hiện rồi ha. Rồi cam đất cho người đẹp Nguyễn Trang nè. Cam đất cho người đẹp Nguyễn Trang buôn mà thuộc. Cam đất mua đồ đây 50.000. 50. À, nu cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Nu bữa chị nhầm tiền cho bé Trâm ở đất lắc mà cứ tưởng chị khoản cho chị lại luôn á. Rồi 50. Hồng cho Linh Linh nè. Cam hết rồi Thấm Hình ơi. Vàng nè, ok nè, vàng cho Tuấn Nga nè. Thấm Hình ơi, cam hết nè. Hồng em hết nha, hồng hết nha. Chị tay dâu ơi, áo 50.000 nha, kẹo ngọt. Hồng đất hết, còn hồng ruốc với hồng nu thôi. Hồng tím, hồng ruốc gì đây nè. Đây,
rút rút tím tím á nha. Đó, còn hồng rút nè, 50.000. Với lại hồng nu. Hồng nu 50.000. Con này 201 mà bán cho 50 à. Hồng hồng lợt á các chị, hồng lợt này, đẹp. Ha, mang đẹp ghê. Vải đã luôn. Bán hết 50.000. Em còn hai màu nhé. Nu nu nè, à, nu kia thì hết rồi, còn hồng nu thôi. Rút cho sô cô la trần nè, dạ vàng em hết. Dành cho em mấy thử gửi về quên lấy địa chỉ nha. Rồi ok em nè. Rút cho sô cô la trần nè. 50. Còn hồng nu à, hồng lợt ok nè. Hồng lợt cho chị dâu tây tây dâu nè. 50k. 50.000 rất là đẹp. Mấy chị có hỏi á là cái gì? Mấy cái thì ship, bên em mấy cái cũng ship hết á. Thậm chí có chị mua nửa cái em cũng ship luôn. Miễn sao chịu tiền ship cho em là được, vậy thôi. Cái áo 50.000, ship các tỉnh, đi các tỉnh và các huyện á là đồng giá 30.000, còn trong nội vùng Buôn Ma Thuột thì em vẫn ship bên giờ hàng tiết kiệm là 16.500. Đó, mà các chị cứ mua rồi bao nhiêu cái em ship hết, không cần phải là đủ 4 cái, 5 cái hay 3 cái gì hết nha. Một cái cũng bán luôn nha. Trời ơi, bán ế rồi, khi mà người ta bán ế là bất chấp người ta sẽ ship hết để người ta lấy tiền, vậy thôi. Đó, một cái điều rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Hỏi ỉa sao dễ vậy? Dễ lắm. Ế quá mà. Ế quá cho nên là phải dễ, đúng không? Chào chị Hồng Ngô. Rồi. Đồng giá 30.000 thì ship giúp bên em nha. Kiểm tra hàng thoải mái nhưng mà nhớ với một điều kiện, chuẩn bị sẵn 30.000 cho em, lỡ không lấy á thì trả 30.000, chứ đừng có nói là tao kiểm tra rồi không vừa cho nên tao không trả tiền ship, là không có chuyện đó nha mấy chị nha. Tao không có chạy không cho các chị đâu. Đó. Rồi mà các chị mà khó quá thì em cũng không dám bán, đúng không? Cái này size 2X nè, 65kg mấy chị. Theo rất là đơn giản, một cái cành hoa trên cổ thôi, 65kg đổi lại nha. Áo này mấy bữa em bán 185, giờ em sale cho các chị con này chỉ có 60.000 nha. 60.000 nữa các chị. Con này 60.000 mấy bữa 85 tay. Cực đẹp luôn các chị ơi, lên giùm em mã 65. 65kg đổi lại 60.000. Giờ em sale cho các chị 60.000. 65kg đổi lại. Màu đỏ đô hả? Đỏ. Mãi ghê. Thì tiền của ta lên cái gì? Chuyên chuyên nhìn mấy nè. Hình, hình cháu gà. Con này 60kg cái gì đó đô luôn. 60.000, lên mạng 60 gì mày nha. Ship em nửa cái ok luôn. 65 cho chị Sơn lên. Ok luôn, chị muốn lấy nửa cái gì em ship hết á nha. Ship nửa cái em ship luôn. Ok, người đẹp chiếm vợ luôn. Bà nói bà nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà mình lịch sự, mình vẫn cứ kêu chị. Con này 60kg nha các chị nha, size XL. Con kia 2X chứ con này XL thôi. Nhưng mà áo này xịn lắm, áo này cực đẹp. Cực đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Con này 2X, trời ơi, nó đỉnh ghê luôn mấy chị, đẹp lắm luôn. Đây, 65kg. Lên giùm em mã hồng 65 nha. Cái hồng này hồng nu, hồng sang chảnh luôn. Hồng 65. 60.000, con này 60 đó nha. Hồng 65. Trắng 65 luôn nè. Chị Lâm Nhiện nè, lấy con này trắng 65 nè, mã 60 cho chị Thiên My. Sơ mi 50kg có nha. Đây nè, trắng 65 luôn nè chị Lâm Nhiện nè, chị nãy giờ vừa săn mấy cái trắng không có đúng không? Cái này là mã 60 cho chị Thiên My nè. 60 nè, hồng 65 cho chị Lâm Nhiện nè. Hồng 65 thôi chị Thiên My ơi, không có hồng 60. 60. Trắng 65 cho chị Lâm Nhiện nè. Dạ ok chị nè. Em có một con hồng 65kg á chị Thiên My, 2X luôn á, chị bận có rộng không? Nhưng mà nó đẹp lắm. Với cái này á, mình bận mình đóng hồng vô cũng rỡ rất là đẹp luôn. Hả? Trắng 65 hết mất rồi các người đẹp ơi. Có một cái à, hết rồi. Màu nu, nu 60 nè chị. Chị Thiên My lấy cái nu 60 đi nè. Chị năm mấy ký có nu 65 luôn, đẹp quá. Nu 60 và nu 65 quá chị, vải đẹp lắm nhé. Em xem quá khó. 60 nghìn
một cái hồng 65, một cái nu 60, một cái nu 65. Rồi. Nu 60 cho chị Hoàng Thị Thúy rồi. Chị Hoàng Thị Thúy rồi. Hết nu 60 rồi chị ơi. Hết nu 60 rồi chị Thiên Mây ơi. Chị Thúy được chốt chứ. Rồi áo sơ mi kiểu này mấy chị. Đây. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Trời ơi, con áo hiệu này các chị đi ra ngoài mua thì em nói với mấy chị chứ hơi bị mắc tiền. Đây, mua cho con gái cũng đẹp luôn mấy chị nha. Trời ơi, đỉnh lắm, màu nâu này. Con này nếu mấy chị mua dưới 300 là em làm con mấy chị luôn. Đảm bảo luôn. Đỉnh lắm luôn á. Đẹp, kinh khủng khiếp. Cái này nó đang dây giùm em nha. Cái chị về đang lại rồi đang theo tùy theo ý của mình đó. Rồi cột cái nơ lại giúp em nha. Nó đang dây, siêu phẩm luôn. Con này khoảng tầm 55kg đổi lại, 58kg đổi lại giùm em. 58kg đổi lại nha. Xả với một cái giá cũng cực kỳ bèo, 60.000. 60.000 con đọc áo hiệu luôn. Rồi lên luôn giùm em mã 58. 58 60.000, các chị nhìn cái bao là các chị biết rồi. Chứ đừng nói cái áo. Hàng này hàng cực chuẩn. Rất đẹp. Nu 60 em hết, em còn nu 65 mà. Dạ, hồng 65 cho chị Thiên Mây luôn. Em còn nu 65 thôi mấy chị. Nu 60 em hết rồi. Màn chậm có mấy áo thích mà không lấy được. Cố lên chị Kim Thiên ơi. Cố lên nha chị. 58 cho chị Thiên Mây nè. 58 cho chị Thiên Mây. Đồng giá 60. 58 em còn nha mấy chị, 60.000 á. Đẹp lắm luôn. Con này đẹp lắm. Đẹp lắm. Trời ơi. Hàng nhất cái mắt. Trời ơi, đẹp ghê. Con này nó còn có cái áo lót ở trong này. Ui đẹp quá này mấy chị ạ. 60.000 lên giùm em mã vàng đi. Cái này em nói các chị mang chân váy xòe các chị. Trời ơi nó đỉnh luôn. Ở trong nó còn có một cái áo lót nữa nè mấy chị nè. Xịn sò chứ nè. Vàng mấy chị, mang mấy chân váy vô. Không, mày hết rồi. Không, cái này má lấy cái mang chân váy này không? Mày của đi nào á. Được kia luôn. Mày lấy nào. Màu vàng luôn. Màu nâu nâu nè. Trời ơi, đẹp ghê luôn. Nên cho em mã vàng các chị ơi, 58kg đổi lại luôn. Màu vàng. Không, má thích màu nổi. Má thích màu. Chút nữa đi lễ rồi. Vàng cho chị Hoa Nguyễn Thị Thanh nè. 60.000 cái áo ạ. Thực phẩm luôn. Để... trời dễ thương quá. Này cưng vậy. Trời đẹp ghê nè mấy chị ơi. Trễ vai ra giùm em nha. Trời đẹp lắm luôn. Khả lắm. Trễ vai cũng được, đưa ra cũng được. Con này 60kg giùm em cũng được nha. Lên mã 60 giùm em đi các chị. 60.000 lên mã 60. Đỉnh luôn á. Đỉnh luôn. Đẹp quá trời. Một cái vàng cho chị Trần Thị Ngọc Lộ luôn nè. 60.000. Rẻ quá trời rẻ. Ui, con này khoảng tầm 55kg đổi lại giùm em nha. Dưới 55 nè, trễ vai cũng được. Quá xinh luôn, lên mã trễ vai giùm em. 55 và dưới 55 giùm em nha, lên mã trễ vai. Trễ vai có nhiều màu ghê mấy chị. Cưng xỉu luôn. Mã 2. Màu nu mã 2. Cưng quá. Hạnh sùng em đẹp lắm. Mày bỏ qua đi. Trời lên giùm em mã 3.
Mà ba này mấy chị trời đẹp ghê luôn. Vàng em hết rồi. Hoa con này cưng quá nghe. Trời ơi con này đẹp quá à. Trời ơi con áo tầng vậy đó. Ghê nè mấy chị ơi. Áo tầng nha. Để em nói mấy chị vô mua mấy trăm ngàn cái áo này á. Xịn lắm. Ừ, đẹp ghê luôn á. Trong lớp nó này. Mày mang với lại quần đùi á, đẹp. Mua cho con gái mang đẹp áo tầng giùm em nha. Áo tầng dưới 60kg mang đẹp 60 ngàn à, rẻ như bèo á. Thấy cái này ra ngoài bán mắc lắm luôn. Cái trẻ vai này, trẻ vai 60 em còn một cái là màu trắng. Trẻ vai trắng, trẻ vai nu. À, vàng 57kg vừa nha chị. Mã tầng cho chị Thiên Minh Nguyễn. Đẹp quá. Áo tầng em hết rồi chị Ngọc Minh ơi. Áo tầng em hết, em còn trễ vai thôi. Không, để lát tao coi. Sai gì? Có sai á, mình nhìn sai đi. Không, một sai được mấy. Dễ quá. Ai tin mà có sai nè. Ai tin có sai nè. Cái này ít lời nó tin lắm. Ít lời gì nữa. Cái này đâu. Mà cái cổ đó rồi mày mang sao. Đó nó sai gì. Còn cái gì. Hả. Trời ơi đẹp. Áo thun quá chị ơi. Xịn sò luôn. Hàng này là hàng Z nè mấy chị nha. Hàng thương hiệu Z nè. Áo này áo Z nè mấy chị. Áo không trơn nhưng mà áo Z nha. Đó, vẫn sale cho các chị con này. Bình thường hình như con này mấy bữa đáng 95 nè. Tại vì hàng thương hiệu quá mấy chị. Hàng thương hiệu 95 á. Mai, còn giá chứ là. Còn giá 95 ngàn. Giờ cái áo trắng này em sale cho các chị 60 ngàn thôi nha. 60 ngàn lên thì em mã trắng. Con này 50kg đổi lại nè. Mã trắng đến mùa các chị đi kiếm mấy con này không ra đâu. Mình mặc với áo vest với lại những cái khoác choàng, khoác vest ở trong cái khoác choàng á đó. Các chị kiếm không ra luôn. Lên giùm em mã trắng. Trắng 50kg đổi lại đi. Xịn lắm mấy chị. Áo vest này nè, các chị có thể lên mạng sợt được ha. Rồi cực đẹp luôn. 55kg đổi lại. Lên giùm em mã coban. Con này thì có thêu. Lên mã coban giùm em nhắc tay dài nè. 55kg đổi lại mã coban giùm em. Cái tầng hết rồi nha Kiều Ngọt ơi. Tầng hết nha. Trắng cho chị Hồng Phan. Trắng 60. Trắng hết mất rồi Chiến Võ ơi. Trắng hết rồi. Rồi có coban cũng 50kg. Nói chung là 55kg đổi lại. Lên giùm em mã coban nha. Coban 55 được hết. Tại vì nó giảm mà. Con này mấy bữa vô mùa hơi xe xe lạnh. Các chị đi kiếm không ra. Sao lại bị lỗi rồi. Đen luôn các chị. 55kg đổi lại lên đen giùm em luôn. Đằng sau có dây kéo nè. Đen giùm em luôn. Con ta thử cái gắn gắn cái dây của ta thử. Tự nhiên nó không ra biên nữa rồi. À có mấy. Có thì sao nó ra đi nè. Mạng nó bị lát lát à. À cô ban cho chị Kim Chi Ngô nè. Đen cho chị Hoàng Mi Ngọc nè. Rồi một cái đen cho chị dâu tay dùng đơn nè. Sao nó cứ xoay 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 vậy trời.
món nó bị lỗi mắt vậy ta. Sao lừng lắm thì em chỉ muốn bắt mày. Thôi mà Như Duyên coi ha. La đi. Hãy la đi. Chờ em tí nha, cái chuyện mạng nó bị lát rồi. Mạng bị lát rồi mấy chị. Chờ em một xíu. Không bấm trước đi. Không bắt trước đi. Trắng của chị Kim Chi Ngô nè. Xanh của chị cô An. À quên. Xin lỗi. Trắng của chị trắng của chị Hồng Phan. Cô Ban của chị Kim Chi Ngô nè. Đen của chị Hoàng Minh Ngọc. Đen của chị Lương Tây nè. Tay khách mới nè. Sao tự nhiên mạng nó lát ta? Dạ không. Chờ em coi thử mấy chị nha. Sao tự nhiên nó lát quá không có lên được nè. Không in được. Ủa chứ mình kêu gì chứ hả? Đại cái gì? Mày đụng vô nó bị ấy rồi. Đúng rồi. Tụm lại coi. Ở dưới đó nè, chỗ cái nối kìa. Ừ. Cả hai luôn. Đó, đó, đúng rồi. Này nè, đưa 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 mấy cái đó. Hai cái đen à. Mày hai đen à. Không đi ngày cãi. Ban nè. Trắng. Rồi, được rồi mấy chị. Trắng cho mình. Trắng cho chị Hồng Phan. Thôi ban 60 ngàn. Không còn sót cái này. Cái này màu này là màu màu đồng nhá. Màu đồng này mấy chị. Rồi, được rồi. Màu đồng nha mấy chị, lâm lâm cái đổi lại. Đó, chờ xe xe lạnh cái chị kiếm sợ không ra. Nè. Màu đồng. Con này nó cũng đánh 95 luôn, tại hàng này là hàng hàng này 200 mấy không à. Rồi lên giùm em mã đồng nha. Mã đồng. Vàng đồng ạ. À. Đồng 50 60 ngàn. 55 cái đổi lại.
con này cực đẹp luôn. Con này cực đẹp luôn, nhìn vậy thì các chị không thấy ra đâu. Nhưng mà mang vô các chị mới thấy đẹp. Đó, mang như này này. Không hở đâu các chị mà đẹp lắm. Kiểu này. Các chị không lấy thì em lấy mang. Rồi lên giùm em mã vàng nha. Con này lên giùm em mã vàng 55kg đổ lại vừa giùm em. Mã vàng 60.000, hàng xịn sò luôn. Đồng cho chị kim chi ngô ạ. Đồng của chị kim chi ngô. Đồng em hết mất rồi chị Hương ơi. Chị Nguyễn Thị Hương ơi, một đồng em hết mất rồi. Vàng cho em yêu Vân Anh Nguyễn, chào em Vân nha. Vân Anh Nguyễn, lâu ngày quá em. Rồi. Đây nè, siêu đẹp, lên giùm em mã xám nha, hàng Z luôn á chị. Hàng thương hiệu Z luôn nha, xám 55kg đổ lọc. Cái tay hơi bị lạ luôn. Tính ra có mấy cái áo đẹp ghê á, mà mình không để ý. Để mà lấy mang với này, đây nè, cái tay nè. Tay rất là đẹp, màu lông chuột ạ. 60.000, màu lông chuột. Vàng cho Vân Anh Nguyễn 60. Hả? Sám cho Vân Anh Nguyễn luôn nè. Áo nhét nó còn luôn, nó không tin vào đâu rồi hả? Con này đẹp nè. Này 50kg, 50-52kg các chị nha. Siêu đẹp. Rồi sale luôn nha các chị. Con này cũng 50.000 hả? 40.000 hả? 50.000. 50.000 các chị ơi, 50.000 lên thì em mã sô-cô-la. Mã sô-cô-la thì em nhắc 50.000. Sô-cô-la 50.000. Cái lô áo này bị chứa bán 75 thì phải. Rồi 55kg đổi lại, lên giùm em mã trắng nè. Rồi cực đẹp. Lên mã trắng giùm em 55kg đổi lại 50.000 luôn. Trắng. Còn nha, Hồ Tính ở em mặc vừa luôn á, 50kg, dưới 50kg em mang vừa này. Mập quá nè. Mập vậy là mang vừa luôn á, 50kg đổi lại nè. Áo này 60.000 nè em. Lấy thì lên mã vàng ha. Rồi con này cũng đẹp nè mấy chị. Lên giùm em mã con dạng thoải mái 55kg, lên giùm em mã cam nhé, mã cam 50.000. Chào người đẹp Thùy Nguyễn nha. Vàng bên mặt 60.000 còn luôn ha, 50kg đổi lại. Con này đỏ đô giùm em nhé, áo xịn sò luôn ạ. Theo xịn luôn, đỏ đô 55kg đổi lại. Đẹp lắm. Đỏ đô giùm em 55kg đổi lại. Trắng giúp em luôn nha, 55kg đổi lại, lên cho em mã trắng. Trắng theo chiều neo, áo này áo thun ôm giùm em nha. Quá đẹp. Dạ, em chào chị Thanh Kim Lam. Quá lâu rồi. Rồi chốt trắng, chốt vàng đang mặc cho Hồ Tính nha. Ok em nè. Vàng đang mặc chốt em. Trắng nè. Trời ơi, áo đẹp ghê nè mấy chị ạ. Bận thử thôi. Con này nó có dây kéo luôn em, 60.000 có dây kéo. Chốt cho chị này, 60.000 đó. Đây này này. Trời, áo này đẹp lắm mấy chị. Hàng này hàng xịn sò. Bữa trước em về em bán 75-85 gì á mấy chị. Nè, không ôm nha. 55kg đổi lại các chị, mang thoải mái cho em luôn. Co giãn thoải mái ạ. Nè, co giãn đã lắm luôn. Đó, 55kg đổi lại mang được giùm đi. Tay nè, cưng chưa. Nè các chị, mang với lại áo, mang với lại quần ring, quần đùi, chân váy gì các chị mang được hết luôn. Co giãn thoải mái ạ. Áo
này em đang xem có 50.000, mấy vừa bán 75-85 gì luôn. Cam cho Linh Linh nè. Cam là cái này nè. Áo đẹp quá trời. Cái đó 60, cái này 50. Đẹp ghê nè. Viền xanh, lên mã viền xanh giùm em nha, 55kg đổi lại. Form crop top, khó theo con bướm, cực phẩm luôn. Viền xanh giùm em. Có cháu nội rồi hả chị? Rồi, à, vàng mi đang mặc luôn đúng không? Rồi ok, áo đang mặc cho Linh Linh luôn nè. Rồi, con này tay lưới các chị nha, lên giùm em mã tay lưới. Rồi vải đẹp lắm ạ. Vải này giống như là hàng mà các chị mua áo phông mà xịn xịn lắm. Đẹp lắm. Đây này nè. Rồi đen tay lưới luôn các chị, trắng tay lưới hoặc đen tay lưới giùm em. 50.000 cái. Rồi con này lệch vai nè. Trời ơi đẹp ghê. Lên giùm em mã lệch vai, bạn thử cái lệch vai này chị coi. Lộn lại nè, 50 lệch vai giùm em. Khỏi nói luôn, 45kg mặc là khỏi nói luôn. Chị Thanh Kim Lam, chị Thanh Kim Lam đợt này chốt mình lấy hàng giùm em nha, đừng có xả đơn của em nha. Xả một lần đến 900 mấy là người chịu, em buồn ghê á. Xả nhiều quá chị. Đơn mà đến 900 mấy là người chịu luôn á. Đơn chị chốt em chịu xong rồi chị xả rồi em like lại đuối luôn á chị. Nếu chị chốt này chắc lấy thì lấy giùm em nha. Xả đơn kiểu đó thì em đẹp lắm, lệch vai này á chị, nhìn cưng chưa. Trời ơi nó đẹp. Lệch vai cho chị Hải Yến. Hết lệch vai em hết. Lệch vai hết. Lệch vai cho chị Hải Yến. Nói chung là nó có dạng thoải mái, mang sướng lắm mấy chị, mà đẹp nữa. Này các chị mang với lại cái quần rin, quần tây, chân váy gì đó chị phối vô đẹp hết à. Co giãn mang sướng lắm ạ. Đó, đẹp kinh khủng luôn. Này. Màu nào cũng đẹp hết à. Màu nào cũng đẹp hết á, mà cái vải nó cực kỳ đẹp luôn. Trời em nói mấy chị không tin với áo này hàng xịn sò không mà. Màu đỏ đô cũng đẹp ghê nè. Nhìn nè không? Nhìn nè. Giống rồi, giống gì? Siêu nhân quá. Siêu nhân robot. Người bắt keo. Khục ghê. Sáng tạo nha. Chị ơi, chị Thanh Kim Lam ơi, được không chị? Ok giúp em nha. Được thì ok giúp em nha. Chưa. Nguyện xanh tay lưới chị về quê con dâu xanh. Chị My lên quần đùi như chị mới mặc lên cái phối với áo. Quần đùi này á hả? Trời ơi. Quần đùi này chị mua trên mạng em. Quần này mua trên mạng để like nè. Đó. Đó. Bán đồ chứ đi mua đồ, tại vì nhiều cái mình không có, mình cần mình không có. Nó rất là đẹp nè. Đó. Nè. Mua trên mạng mà đâu phải mua rẻ đâu. 175.000 một cái đó, quần như thế này á. Về có nhiều lúc có đợt về nhưng mà mình bán thì nó rất là rẻ. Và đến chừng á mình cần mình không có mình phải đi mua mắc òm luôn á. Khổ vậy đó chứ. Bán thì bán quần có 65-70 ngàn là mắc nhất rồi, còn không là 50 ngàn với 40 ngàn được không à. Cái lệch vai của chị Hải Yến. Vậy bây giờ chị em chốt thì cũng được thôi chứ có gì đâu chị, nhưng mà chị chắc chắn nhận hàng giùm em là em chốt thôi á chị. Nói chung chị, em quan trọng đó là chị tính thôi. Cái chị mà ok, chị chắc chắn nhận hàng là em sẽ chốt thôi ạ. À. Có gì đâu.
Chứ bây giờ chốt một đơn đến cả triệu mà bắt em xả lại cũng buồn chứ chị, đúng không? Nè, đẹp ghê. Rồi áo thương hiệu Z luôn nha các chị nha. Áo này nè, xem các chị 60.000 luôn ha. Hết rồi, còn có vài cái à. Con này 55kg đổi lại gần 60kg nè. Lên giùm em mã hồng nha. Trời ơi, cái vì cổ đẹp lắm, đá nè. Lên mã hồng giúp em nha, xịn sò luôn. Hàng áo Z đó mấy chị. Lên hồng giùm em. Nè, đen nè, trời ơi, tay lưới nè. 55kg đổi lại, lên giùm em mã đen. Cực phẩm luôn mấy chị. Cực phẩm luôn. Con này có 60.000 một con nè. Họ nói rồi. Đẹp kinh khủng. Lấy cái cọc áo theo kia nè. Có cái áo theo size lớn 70kg nè. Đó. Màu đó. Đỏ đô á. Với lại cái cọc áo caro là áo sơ mi kìa. Mấy caro sơ mi. Đem 55kg đổi lại cái chị. Coi giãn thoải mái cái tay nè. Trời ơi nó đẹp. Dạ mang. Đen cho chị Thu Hương nè. Hồng cho chị Chiến Võ. Đen cho chị Nguyễn Thu Hương. Hồng của chị Chiến Võ. Đen mi đang mặc cho chị Nguyễn Thu Hương nhé. Cái này là cái gì vậy má? Cái cục vậy. Có tiền mới. Còn xanh nè. Giống cái đen em đang mặc. Màu xanh cô ba. Lên giùm em mã xanh 55kg đổi lại. Xanh nha mấy chị. 55kg đổi lại. Vàng sắc mắt rồi mấy chị. Không còn tờ nào lấy tờ tiền mới của thêm mấy. Thấy cột lại rồi còn lấy lắm. Xong cái này nó bị rớt. Ờ ừ, mà đen hết rồi em còn xanh thôi. Con này là một con dạng như ba lỗ các chị. Ba lỗ sắc nách, ba lỗ nè. Đính cái bông cực đẹp luôn. Lên giùm em mã ba lỗ 60.000 đó mấy chị. 60.000 mà phải gọi là cực phẩm. Ba lỗ giùm em. Sọc cam. Sọc cam so, 58kg đổ lại. 58kg nha. Lên mã sọc cam 95.000 quá em giờ sale 60. Siêu đẹp luôn. Xanh. Xanh lá. Lên như mẹ bả xanh lá. Xanh lá 60.000. Xanh lá 60. Đây. Đẹp nữa nè. Áo Z đó mấy chị. Lên mã rêu giùm em nhé. Cái thương hiệu này nè. Cái chị sợ ra cái chị đấy liền à. Áo này quá mắc luôn mấy chị. Giống phải rẻ đâu. Giá sỉ ra không là 125.000 một cái à. Rêu nè các chị, dưới 60kg mang đẹp. Lên giùm em mã rêu 60.000. Kiểu dạng như lô nó còn sót vài cái tài sản. Em sẽ rẻ là các chị cho da nó cao lắm ạ. Dạ em chào chị Tô Lan. Chị nhận được cái đầm kia cho chị yêu ơi. Sọc cam cho chị nhỏ Út ạ. Dạ ok chị nhỏ Út 60.000. Sọc cam. Chị Tô Lan nhận được cái đầm kia cho chị. Trời ơi nó đẹp ghê lắm. Lên giùm em mã beo nè chị. Trời xinh. Đẹp kinh khủng. Beo nha các chị nha. Tay beo nè. 55kg đổ lại là quá chuẩn. Đó mấy cái này em lấy chị. Cực phẩm lắm. Cực sò lắm. Áo xịn không anh. Rồi áo theo này chị nào lúc nãy hỏi áo theo 70kg còn không nè, em còn nhé. À, rêu của chị Thiên My Nguyễn nè, beo của chị Thiên My Nguyễn luôn ạ. Rêu với beo. Đây. Trời ơi nó đẹp ghê. Đây áo này các chị ơi 70kg nè. Vàng nha các chị. Lên giùm em mã vàng nè 70kg nè. Đẹp lắm. À, 50.000 nha các chị nhé. Em sale 50.000.
men nè. Con này thì 65 kg đổi lại thôi ạ. Lên giùm em mã cam, cam đất nha mấy chị. Hàng thơ mà vải đã lắm. Em chưa đi đơn thì đừng vậy chứ, bởi vậy cho nên đó là em nói chị chứ em phải like lại. Mà 900 mấy mà gần 1 triệu của em mà hàng mà ví dụ như áo rồi này kia mà nó nhiều lắm, nó cực lắm chị ơi, xả đi xả lại hàng nó mệt lắm á chị. Thanh kim lan không phải ít đâu. À, vàng của chị Trần Thanh Hương nè, cam này chỉ 65 kg thôi đấy chị, vàng 50 ngàn. Mở ra cho chị hai vô đi, mệt quá. Vàng em hết, vàng em hết mất rồi mấy chị. Em còn cam 65 kg thôi, cam 65. Bán hàng cũng cực lắm chị, nói rác cổ. Con này con màu hồng nhẹ nhẹ giống như hồng rút mà đẹp kinh khủng luôn nha. Đó, đẹp ghê. Con này 68 kg đó chị. 68 kg lên giùm em mã rút đi đó chị. Mã rút đi ha. 68 kg lên mã rút. Áo đen em mặc hết mất rồi chị, em còn xanh coban đó chị. Con này 60 ngàn. Em còn xanh coban nè, không phải tím đâu, coban. Đó, cái này thì chị ta cũng phải bận được. Cái này đen này hết rồi, khách lấy rồi, trả cho khách chứ mắc công mấy bạn vô mấy bạn lại đòi trả áo cho tôi. Đây này chị lấy chị cỡ nè hay á, còn xanh thôi. À, rút cho chị Tô Lan. Dạ chị. Nè, xanh cũng đẹp lắm luôn. Đó, đẹp chết dễ thương ghê. Xanh coban nha mấy chị nha. Nhìn ở xa thấy giống tím tím nhưng mà thật ra đó là xanh coban. À, rút cho chị Tô Lan 50 nè. Áo theo này có 50 ngàn, các chị tranh thủ mua. Vải mặc hơi bị đẹp luôn, mát, đẹp, xịn sò lắm luôn. À, đỏ đô 70 kg các chị, lên giùm em mã đô nhé. Đô 70 kg á. Lên đô giùm em. Đô 70 kg. 46 kg rộng lắm em, không vừa đâu. Dạ đúng rồi chị Thanh Kim Lan, em cũng biết mà. Em cũng biết. Con này cũng 70 kg nè mấy chị, lên giùm em mà cam 70 rồi, đẹp ghê. Thêu á mấy chị ơi, cái này nó thêu hết vô áo nè, mà cái vải nó đã lắm. Áo này người ta gọi là áo lụa tầm ý mấy chị. Áo lụa tầm ý á, vải nó mát lắm. Nè, mang xuống luôn. Đó, cam 70 giùm em nha. Cam 70 50 ngàn. Hàng sale quá, có hết hàng. Đợt này đâu có hàng bán đâu mấy chị. Mày em chữ hàng mới có chứ thôi, không có hàng bán đâu. Rồi con này cũng đỏ 70 giùm em. Đỏ 70 nha, đô á, đỏ đô các chị. Đỏ đô 70. Đỏ đô 70. Đỏ của chị Tô Lan. Đô á, đô của chị Tô Lan. Áo đó là 60 hết. Áo thêu là 50. Ba con thêu này là 50. Đô của chị Tô Lan nè. Đô em hết. Cam của chị Hoàng Minh Ngọc. Thấy áo theo đẹp là xin nông nổi. Cam của chị Hoàng Minh Ngọc. À, cam là cam 70 á hả chị Hoàng Minh Ngọc ơi? Cam 70 đúng không? Cam 70 đúng không ạ? À? À, đỏ cho Hưng Nguyên nè. Đỏ Hưng Nguyên. Đỏ là này. Hoàng Minh Ngọc lấy cam 70 hay là cam 65 vậy chị? Nói lại giùm em nha. Cam 70 đúng không? Rồi, ok chị. Em còn cái cam. Em còn cái cam này 65 số 8 kg nè. Cam này cam 65 số 8 nè. Cũng đẹp. 65 số 8 kg được. Lên giùm em mã cam 65 nhé. 65 số 8 kg được luôn. Cam 65. Khá đẹp mà nó xịn. Phải nó đẹp lắm đó chị ơi. Nó đẹp lắm.
phải nó đỉnh đỉnh của đỉnh luôn. Đỏ đô này cũng 70kg rồi đấy chị. Lên giùm em mã 70 đi ha. Mã 70 màu đỏ đô. Mã 70 ạ. Cam 70 em chốt cho chị Hoàng Mỹ Ngọc rồi ha. Rồi một cái cam này cho Hương Nguyên nè. Cam cho Hương Nguyên. Khách cũ hỏi hoài mình mua. Dạ. Bữa nay bắt đầu ổn lại, bán lại đấy chị Tô Lan. Chị có làm buôn bán bất động sản hay dự án gì thì bán thêm này vẫn được. Mua bán chị. Áo mi mặt còn không? Còn đó chị Thanh Kim Lam ơi. Vậy em chốt cho chị nha. Em nói thiệt, tính của em á thì nó dễ lắm. Em không có bán mua em khó khăn dễ. Mấy chị mua nhiều với em mấy chị biết à. Cứ dễ với em thì em dễ lại thôi. Cho tính em nó lạc lòng lắm. Lúc đó nó tức kinh khủng. Nhưng mà rồi sau em qua rồi nó qua à. Cái tính của em nó nóng mà mấy chị. Đó nó nóng dữ lắm. Nóng sồn á. Người ta kêu đeo vòng trầm cho nó trầm tính lại mà em thấy nó cũng chả trầm được bao nhiêu. Bữa nào lúc nào giận quá bỏ trầm lên thử tĩnh tâm trầm phải trầm cứ vậy đó, giống như là con khùng vậy. Chứ tính em nó nóng dữ, nó nóng mà nếu như mà chồng em nó không có nguội á là em nói là tanh bành cái bựa luôn. Nói thiệt với mấy chị vậy, nó nóng kính luôn, không biết là vì sao lại như vậy mà đã vậy ăn ớt như là nhồng rồi chứ, ăn ớt dã man lắm. Rồi em chốt cho chị Thanh Kim Lam nha. Lấy giùm em là được. Nói chung là vậy. Lấy giùm em là được. Cái em bán thì cũng dễ chứ em đâu khó khăn gì đâu mấy chị. Em bán hàng dễ lắm. Cực kỳ dễ. Vừa dễ tính vừa dễ thương. Nhìn mặt em là biết rồi. Con này 60 nha. Rồi mấy con cũng nãy chị lấy nè, em chốt cho chị luôn nè. Viền xanh cũng đẹp lắm nè. Mấy con này thôi đỉnh lắm luôn. Đúng như đen tên lưới. Đó, ba con của chị đó. Ba con của chị. Lấy được ba con nha. Ok. 70 cho chị Hình Vân. Dạ ok chị Vân nè. 70 nè. Con này 70 nha chị Hình Vân. Ba con đó là 60.000 đó nha. Còn con này là 50. Con này cũng 70 luôn. Giống con kia rồi. Em còn đỏ đô 70 nha mấy chị. Chị nào lấy lên thì em mà đỏ đô 70. Đó, con đó nữa. Đây là con này. Cũng vậy. Đỏ đô 70 em còn luôn chị. Đỏ đô 70 em còn. Để em coi thử theo đen còn không như chị Tô Lan. Cọc theo này còn. Chắc còn. Theo quá. Có cái hồng này đẹp lắm không chị. Hồng này mấy chục ký đây. Hồng này thì 65kg mà. Hồng 65, nói chung vải đó đã lắm mấy chị. 65kg em mận thưởng. Vải đẹp lắm. Em thì ốm thôi. Em vẫn mận cho các chị. Cái này 65kg rồi mấy chị nè, dễ thương không? Đó, chị nào mà thích mang đóng thùng mang cũng đẹp luôn. Đó, đóng thùng vô mang cũng đẹp. Đó, cưng xỉu luôn á. Mang với lại đừng mang chân váy giống như em vậy nhìn nó kỳ lắm. Mang với lại quần rinh, quần tây rồi thoải mái luôn nhìn đi. Đẹp, nói chung là nó đẹp mà đang còn cọc nữa nè. Đẹp xỉu lắm nè. Em chốt một cái cho chị Trang Tôn. Dạ ok chị. Em không thấy luôn á chị. Em thấy luôn chị Trang Tôn. Rồi đỏ đô 70 nha chị Trang Tôn nè. Rộng lắm em, không phải là 65 đâu, 68, 70 luôn á. Rộng, cái đó rộng nha Hương Nguyên ơi, không sợ nha. Đô 70 cho chị là cho em like. Đây, rộng thoải mái, cứ yên tâm đi, rộng lắm. Con này là 65, là nó là size 2X nhưng con kia đến 3X rồi. Con kia đến 3X, còn con này có 2X à. 2X là mi răng mặt nha.
Con này 2x luôn nè các chị. Rồi, cam 2x theo cái lá nè, cực kỳ nhã luôn. Theo lá nè các chị. Rồi lên giùm em mã cam cam 65 nè. Cam 65 nè các chị. Đồ ngủ em hết. À, hồng 65 cho Hồ Thị Phương Thi nè. Đồ ngủ em không có. Chị Nguyễn Xuyên không thấy Nguyễn Xuyên chốt gì luôn á. Giờ mới thấy hỏi nè. Giờ mới thấy hỏi nè. Áo đẹp xỉu lắm. Còn có đây. Cam 65 em chốt một cái cho chị Tô Lan. 50 ngàn một cái áo thêu đó chị. Cực phẩm luôn. Này, cam này các chị nhé. Cam thêu nó cái lá rất là đẹp. Rồi có cái hồng dâu 65 luôn ấy chị. Hồng dâu 65 ký. À, đỏ đô 65. Hồng rút 65 luôn. Màu em đang mặc là cam nha. Cái này hồng dâu nè. 65 ký cái này là đều size 2X hết mấy chị. 2X hết. Hồng dâu nè. Hồng dâu 65. Đó, nó thêu hết mấy chị ơi. Nó thêu cái lá xinh lắm. Hồng dâu 65 này, hồng ruốc 65 này. Với lại đỏ đô 65 luôn giùm em nhé. Hồng dâu, hồng ruốc, đỏ đô. Với một cái cam em đang mặc luôn ạ. Cam em đang mặc luôn nhé. Hồng dâu, hồng ruốc, cam. Nghe đây Nguyễn Xuyên nãy giờ hỏi gì nè. Nãy giờ hỏi gì á. Này là gì đây? Theo hình như vẫn còn. Ôi áo baby doll các chị ơi. Baby doll xinh chưa? Áo này khoảng tầm dưới 60kg giùm em nha. Baby doll dưới 60kg nè. Trời ơi cưng xỉu luôn á. Hình như nó lẫn lộn trong này có mấy cái. Rồi sale luôn nha các chị. Con này 40.000 nha. 40.000 nè. Lên mã 1 cho nhanh với chị. 40.000 lên mã 1 baby doll nè. Caro 60kg đổi lại mang đẹp. Này có con gái mua cho tụi nó mang đúng đẹp luôn. Rồi lên mã 1 giúp em. Mã 1 baby doll 40.000 ạ. Trời ơi cưng ghê mấy chị ơi. Thì con này không phải baby doll, con này khoác vai. Khoác vai này các chị. 60kg đổi lại. Lên giùm em mã 2. Mã 2 nha mấy chị. 40.000. Đỏ đô 65kg dạ đúng rồi. Rồi lấy cho Hương rồi nha. À, hồng dâu cho chị Tô Lan. Dạ ok chị. Cái hồng dâu ha. Đỏ đô 65 cho chị Nguyễn Xuyên. Dạ ok chị. Hồng dâu nè. Rồi chốt cái đỏ đô 65 cho chị Nguyễn Xuyên. Mã 1 cho chị Lâm Diện. Mã 1 là baby doll nè. Mã 1. Mã 2 cho Grip nè. Mã 1 em có 1 cái nè. Mã 2 nè. Chốt mã giùm em đi mấy chị. Chốt mã giùm em đi. Em không có đủ 5 cái đâu chị. Mày 40 nha. Chốt mã giúp em ạ. À. Em không có đủ 5 cái. Cái này cũng mã 2 nè. Mã 2 phép vai em còn 1 cái. Đẹp lắm. 40.000. Con này mã 3 giùm em nhé. Mã 3 cũng khoét vai luôn này các chị. Trời ơi cưng xỉu luôn á. Mã 3 dưới 60kg mang đẹp. Mã 3 giùm em. Em còn mã 2 với mã 3 nhé. Mỗi mẫu nó kiểu nó khác nhau á. 40.000. Rồi trơn luôn nè. Trời ơi trơn rất vai màu vàng nè. Dưới 60kg mang đẹp giùm em. Lên giùm em mã vàng nè. Rồi đẹp quá. Mã vàng đây các chị. 40.000 xả lỗ cho mấy chị. Vàng. Mã
Mà ba cho chị Phan Nguyễn Thị nè. Mà ba 40 ngàn. Hồng giùm em nha. Này lên giùm em mã hồng 60kg đổi lại. Đẹp ghê luôn á. Hồng 40 ngàn vải đã lắm. Vải đã lắm. Rồi cam đất nè. Trời ơi màu hot luôn. Cam đất giùm em nha. Cam này cam cháy luôn á mấy chị. Đẹp quá. 40 ngàn. Em còn một cái mã 2 nè. Vàng cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Vàng nè. Vàng em hết. Em còn hồng nha. Hồng với cam với lại mã 2 ạ. Cam 40 cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Còn một cái hồng nha mấy chị. Một cái hồng với một cái mã 2 là caro thôi. 40. Rồi mình hết tấm áo này giấc 3 ngày 3 đêm. Thử thách 6 ngày 6 đêm lai áo không lai đồng. Ai nói gì cũng không lai đồng. Ghét vô. Đó. Các chị đi. Thử thách 6 ngày 6 đêm lai áo. À 6 ngày 6 đêm hả? Ghét vô. Gì vậy có hè. Làm vậy chứ cho nó bụi lên nổ mũi. Sạch lên rồi bắt đầu vô ho sụ sụ. Hai trăm mười lăm ngàn. Trời ơi ghê. Áo đẹp quá nè mấy chị. 50 ngàn giùm em ha. Áo đuổi nãy còn sót nè. 50 ngàn. Lên giùm em con này 55kg nè. Lên giùm em mã nu nè. Nu 50 ngàn ạ. Nu mã 3 hết rồi. Có nha chị Nguyễn Xuyên ơi. Có nha. Mã trắng nè mấy chị. 55kg đổi lại nè. Lên giùm em mã trắng đẹp lắm. Vải đuổi á mấy chị nha. Trắng nè 50 ngàn. Nu nè trắng nè. Cam nè. Vải đuổi giùm em nha. 55kg đằng sau nó có bao thun nè. Hơi bị đẹp luôn. Trời ơi đẹp quá. Cái này bận với lại quần đùi. Quần tay, quần rinh gì thì cũng đẹp á. À, nu. Nu cho chị Nguyễn Trang nè. Nu đâu, nu đây. Nu nè, 50 nè. Nu em hết, nu em hết nha. Trắng cho chị Thấm Huỳnh nè. Trắng cho Thấm Huỳnh 50. Em còn cam. Em còn cam nè, đỏ nè. Hồng. Cam đỏ hồng. Với lại là rút. Cam đỏ hồng rút ha. Cam cho chị Thanh Kim Lan nè. Đỏ này mít ghế. Đỏ đẹp nè. Đỏ. Rồi màu hồng. Màu hồng 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 lợt. 55kg đổi lại. Mang không đẹp khỏi lấy tiền luôn. Hồng lợt nè. Thiệt ghê. Hồng nha. Với lại hồng rút luôn ạ. Đỏ cho chị Thúy nè. Hoàng Thị Thúy nè. Đỡ cho chị Hoàng Thị Thúy. Em còn hồng với rút nha. Rút cho chị Hải Yến nè. Em còn hồng nha. Em còn hồng mà. Hồng với rút nó trên nhau chỉ có 1 9 1 10 nha các chị. Giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Dạ nước mưa với nước mắm thôi. Nó khác nhau vậy thôi. Giống y như hai giọt nước. Một bên nước mưa, một bên nước mắm rồi. Xong. Em còn hồng, hồng, hồng lờ cả rút hết rồi. Rút em hết rồi. Trời ơi, đen nè, 60 ngàn, đỉnh của đỉnh luôn. Thôi đẹp quá, ôi. Cái này bị bung một cái nút này. Hay đẹp quá. Mà bị bung nút ổn nha. Trời ơi, nó đẹp vậy mà tại sao nó rớt mất một cái nút rồi. Bị bung cái nút này mấy chị. À, lỗi nút mấy chị ơi. Áo này 60 lỗi nút. Các chị về thay nút được á thì em sale 30 ngàn nha. Lên giùm em mã lỗi nút. Đẹp lắm. Đẹp kinh khủng luôn. Lên mã lỗi nút giùm em. Đính vô giùm em cái nút là được nha. Còn không thay luôn 4 con nút. Lên mã lỗi nút 55 ký đổi lại 30 ngàn.
lỗi lúc giùm em. Đồ bộ sau lưng. Vải gì? Dạ vải lụa mango á chị, một bộ là 120 á chị ơi, mà vải đẹp lắm. Tay dài tay ngắn gì cũng được. Cam nào tay? Chị Chi Mi Lâm vậy lấy cam nào á chị? Lỗi nút với chị Nguyễn Thị Thu Hương 30 nè. Lỗi nút của chị Nguyễn Thị Thu Hương 30. Đẹp mà không vừa hả? Chị Kim Mi Lâm chị lấy cái cam nào hả ta? Em còn hồng thôi nha. Em còn cái áo vừa rồi là em có màu hồng á. Trời ơi, áo đẹp lắm rồi mấy chị ơi. Dễ thương kinh khủng khiếp. Nè, các chị, áo này có dây kéo luôn nha. Áo hoa nhí công sở nè. Chị nào 55kg đổ lại mang đẹp giùm em nha. Nó tầm size L á. Đó, áo công sở luôn. Rồi sale cho các chị 50.000 thôi. Đẹp lắm. Vải rất là đẹp ạ. Rồi lên giùm em hả hoa nhí rồi các chị. Hoa nhí màu nó hơi tím đẹp quá. Hoa nhí 50.000 nha mấy chị ơi. Hoa nhí ạ. Hoa nhí 50. Trời ơi cái vải này. Áo đẹp, vải đỉnh luôn. Trời dễ thương ghê là mấy chị ơi nè. Cưng không? Đó, mang với lại quần đùi rinh là y bài luôn mấy chị. Mang quần đùi rinh là y bài luôn, mát mẻ. Trời đẹp quá. Con này thì tầm 55kg đổ lại đi các chị. 55kg đổ lại nha, sale cho các chị con này. Em có mấy con em vừa bán thì sale vừa tặng cho các chị luôn. Sale 30.000 đi các chị, 30.000 nha. Lên giùm em mã đẹp ha. Mã đẹp, áo đẹp quá. Áo rất là đẹp các chị, mang với lại quần đùi rinh là đúng bài luôn các chị, đẹp lắm. Vải cũng rất là đẹp luôn nè. Các chị coi nút nó còn đẹp nha. Bên này nó có vàng nút nè. Lên mã đẹp em sale cho các chị 30.000 vừa bán vừa tặng. 30.000 lên mã đẹp. Dài tay nhiêu? Dạ cũng đồng giá hết á chị. Dài tay với ngắn tay gì em bán 120 hết à. Hoa nhí cho chị Chiến Võ này. Hoa nhí của chị Lê Ly nè. Chị nhỏ Út ơi, dài tay ngắn tay gì cũng em bán cũng 120 hết. Hoa nhí 50. Cái đó lỗi nó 30 thôi nha. Rồi đẹp nè, em chốt mã đẹp nha. Đẹp cho brief một cái nè. 30.000. Hai cái đó 50 ghi lệ đi. Này 30 nè. Đẹp cho chị Ly Nguyễn một cái nè. Đổi lại giùm em thôi nha. Đẹp cho chị Thiên My nè. Đẹp cho chị Trang Tôn nè. Nó 30 nha. Đẹp cho chị Hà Phạm nè. 30.000 thôi ạ. Chị Hoàng Thị Thúy, chị lấy cái đẹp á hả chị? Đẹp cho chị Toan Nguyễn Thị nè. Lấy mã đẹp thì lấy mã đẹp giùm em nha. Chứ chị lấy cái mã đẹp đúng không ạ? Đẹp cho chị Tô Lan nè. Đẹp cho Phạm Thị Hòa nè. Ba chục nè. Rồi em hết mà đẹp luôn rồi. Chị Hoàng thì thấy chị lấy hai cái là em hết đẹp luôn rồi nè. Ba chục nè. Hết đẹp. Em hết mã đẹp rồi mấy chị. Hoa nhí em hết. Chị Chi Mi Lâm mạng yếu ghê á. Em qua ba mã rồi chị mới đến với chị luôn. Con này em còn một cái em cũng sale 30 luôn các chị. Vải rất là dễ thương nè các chị, mặc lót ở trong rất là đẹp luôn. Vải đẹp, mát rồi à.
30.000 lên giùm em mã xanh nhé. Mã xanh em có một cái là 65 chế độ lỏng. Lên mã xanh giùm em có một cái 30 nè. Thay giới chị 30 cho vui. Rồi tự nhiên nó bỏ cái đầm qua đây luôn hả? À, cái chân váy. Trời ơi chân váy đẹp ghê á. Rồi chân váy đẹp quá. Mà chân váy size 2X luôn á chị, trong có lớp lót nè. Rồi chân chặt, chân váy caro đẹp đỉnh lắm. Chân váy đẹp quá hà nè. Cái nằm đâu đây chân váy vậy trời. Form dài luôn á chị mà size 2X nha. Để em đo thử coi cái lưng khoảng tầm nhiêu nè. Dạ chị nhỏ Út rồi, chờ em chút xíu nha chị nhỏ Út. À, xanh cho chị Hồng Phan rồi hết xanh 30. Một bộ xanh tay, một bộ tay dài, một bộ tay ngắn 25 ký bông sáng đẹp. À, cho người tầm mẹ là con mua tầm tiền cái nếu tầm tay tư lại được xịn sò rồi. Nghe lại chưa quý vị, nghe lại chưa? Chân váy cho chị Hà Phạm một cái nè, cái xanh đó 30, cái chân váy này 100 nè, size 2X giùm em nhé. Chân váy 100 nè, em sale 100 nè. Chị nào lấy chân váy lên giùm em mã chân váy, mã chân váy. Chị nhổ ơi, chị lấy cho ai á chị, lấy cho con gái hay là lấy cho chị hay sao? Cái này là tay ngắn nè, em thấy bộ này rất là đẹp. Nếu là cho chị thì chị mang rất là hợp nè. Đó, đẹp lắm luôn. Tay ngắn nè. Còn tay dài, một bộ tay ngắn, một bộ tay dài đúng không? Tay dài có bộ này. Bộ này mấy bữa em bán cũng 130, 140 gì luôn. Giờ em vẫn sale 120, bộ tay dài. Đó, loang màu cực đẹp luôn. Em lấy hai bộ này cho chị nha. Ok thì được thì ok giùm em nhé. 55kg thì mang quá đẹp luôn ạ. À. Dưới 60kg mang đẹp giùm em. Chân váy em có một cái. Rồi ok, chân váy cho chị người đẹp Lily nè. Lily nè, chân váy 100 nè, chân váy 100 nè. Chân váy em hết. Dạ, chị mới có đồ bộ cô Tâm. Bộ cô Tâm em có. Quên trả tiền mạng. Lấy cho con gái rồi, ok chị. Vậy là em chốt bộ này cho con gái chị được nè. Bộ này là tay phòng ha. Tay phòng nè, con gái mang đẹp lắm. Tay dài nè. Vậy là để lấy bộ khác. Nếu lấy con gái là bộ ấy tí, màu mè hoa lá tí xíu cho dễ thương. Đây, bộ tay ngắn nè. Còn bộ này dành cho cỡ tuổi mình thôi. Cỡ tuổi năm mấy, bốn mấy rồi vậy á. Đó, cho nó hơi vàng tí xíu. Lấy bộ này cho bé nha. Nè, cưng chưa? Cưng xỉu luôn. À, lấy hai bộ này nha chị nha. Hai bộ này bao cưng cho chị luôn á, đẹp lắm. Hàng này hàng Sam. À, nếu như mà nói bé nó rành nó lên sợt hàng Sam này là chị biết liền à. Hàng Sam này lúc nào cũng trên 150 một bộ. Mà em sale với chị có 120, đẹp lắm. Ok chưa chị? Áo khoác tím size gì vậy em? Dạ chào chị Dương Cẩm Vân nha, áo khoác tím dạ. À, 65kg đổi lại vừa nha chị. Khoác tím 65kg đổi lại vừa nha. 65.000, 65kg đổ lại, áo khoác tím mình đang xả. Dạ rồi, ok chị nè, em chốt hai bộ cho chị nha. Chốt bộ này 120 cho chị. Chị nhỏ Út.
Nè, chăm hai bộ này. Hai bộ này đẹp lắm. Màu nó cũng cưng. Nè, mấy hai ta bỏ vô nha. Đi chụp nữa. Có lửng lụa lại nè. Dạ lửng lụa hàng sale em hết rồi chị Lệ Ba ơi. Trời ơi bữa nay hàng nhập cao lắm. Mấy bữa em xả lỗ có 65.000 lộ mà giờ đâu có nữa đâu. Chị nào nhận về cũng mê hết. Cũng vô hỏi lại là có nữa không mà hết rồi. Em còn có một cái chân bí đỏ. Chân bí đỏ mấy chị. Size 2X luôn. Nhưng mà này chắc nhỏ hơn nè. Đây, con này thì nó chỉ có một lớp cho nên em sale rẻ nha các chị. Con chân váy này có 50.000 nha. 50.000 chân váy đỏ. Trời ơi các chị mang với lại áo đen áo trắng gì cũng đẹp hết à. Nó giống như cái đầm đỏ của mình thôi. Này eo nhỏ hơn. Này eo chỉ có dưới 80 thôi. 80 đổi lại á. Eo 80 đổi lại nên em mã chân váy đỏ nha. 50.000 ạ. Chân váy đỏ 50.000. Xòe dài luôn. Mi bận dài qua gối một khúc luôn. Chân váy đỏ 50.000, eo 80 đổi lại. Bộ trơn, tay ngắn có hai túi phía trước áo. Trơn, tay ngắn có hai túi phía trước áo. Loại này là ba. Hết rồi em. Rồi có trơn thôi mà không có túi. À, chân váy đỏ cho chị Thiên My nè. Chân váy đỏ 50 của chị Thiên My. 50. Hết cái bộ trơn giống mấy bữa chị bán á đúng không? Hết rồi em. Bộ đó đẹp mà hết rồi. Ôi mà trời. Chân váy đỏ em hết rồi chị Vân Hiền Lê ơi. Áo chấm bi, áo bi đẹp lắm nè mấy chị. Áo bi đẹp lắm. Em bận thử cái cho mấy chị coi nha. 55kg đổi lại. Chân váy hết mất rồi Thu Nguyên ơi. Chân váy hết rồi, không biết còn không. Trong cái đống này nó còn sót không. Chân váy không biết trong này còn không nữa. Trời ơi, nó bỏ tùm lum hết đó nè. Đây, đẹp kinh khủng khiếp. Trời ơi là áo nè, áo đẹp lắm chị. Đó, áo này bo thun nha mấy chị nha. Cho nên 55kg là cái chị mang thoải mái cho em. Ôm vô người á, trời cực đẹp luôn. Rồi, đó, xem cho cái chị áo chấm bi này nè. 50.000 đó các chị á. Mang hơi bị đẹp luôn ạ. Chấm bi 50.000, đẹp xỉu luôn. Đây, đứng dậy cho mấy chị coi. Đó, đẹp chưa? Nói chung là mình cứ đó, rộng rãi thoải mái, mình cứ ôm vô người thôi ạ. Cực đẹp, dễ thương quá. Thôi lên cho em mã bi vàng nhé. 50.000 bi vàng. Bi vàng 50 nè. Bi cam. Bi vàng, bi cam. Rồi bi vàng cho chị Thanh Kim Lan. Chị lấy màu nào thì chốt giùm em luôn ạ. Bi cam nè, xinh ghê luôn. Bi cam 50.000 cái. Rồi bi hồng nè. Bi hồng dùm em luôn. Đẹp lắm. Bi hồng. Bi vàng, bi cam, bi hồng. Rồi bi dâu luôn á chị. Màu hồng, màu dâu. Bi cam cho chị Liễu Nguyễn Thị. Bi dâu 5 cái 5 màu hả chị. Bi hồng 50. Năm 55kg đổ lại mang thoải mái cho em nhé. 50.000.
Rồi chị lấy thêm bi bi nào nữa? Bi dâu không chị? Em chỉ còn bi dâu thôi. Đó, bi màu hồng dâu nè. Bi dâu. Mẫu này mẫu khác hả chị? Mẫu này mẫu khác. Dễ thương lắm. Trễ vai giùm em nha. Cưng xỉu luôn. Lên giùm em mã trễ vai nè. Đưa lên cũng được, mang trễ cũng được luôn. Lên trễ vai giúp em luôn. Trễ vai 50.000 ạ. Trời đẹp nữa. Trời ơi dễ thương nha. Rồi lên giùm em con này, lên mã cam thôi các chị. Không cần lên bi luôn, 50.000. Lên mã cam giùm em nhé. Đẹp xỉu luôn á. Bi đỏ không có chị ơi, bi đỏ không có. Rồi chị Kiều Ngọc có lấy bi dâu thì để lại số điện thoại nha người đẹp. Kiều Ngọc để lại số điện thoại nha. Rồi đây. Đây, lên mã cam giùm em luôn. Cam với chị. Chị dễ thương ghê luôn. Đẹp quá. Cam nhé, cam 55 cái đổi lại. Ba cái kiểu này là cùng một kiểu này mấy chị. Cam, rút. Cam nè, rút nè. Giống em đang mặc nha. Mấy dạng như có bếp lum ở đây. Có bếp lum ạ. Mang cái chân váy, quần đùi thì cũng đẹp hết. Rồi cam rút vàng luôn giùm em. À cái vàng này khác luôn ạ. 50.000. Vàng này size lớn nè mấy chị, 60kg đổ lại. Đây mấy mã vàng nè. Vàng tay lỡ, không có bo gì hết. Đẹp ghê luôn. Lên vàng giùm em. 60kg đổ lại, 50.000. À, bi đỏ em không có nè. Cam cho chị Mai Huệ nè. Cam của chị Mai Huệ. Rút cho chị Thanh Kim Lam. Cam là mi đang mặc nè. Rút là cái này nè. Rút nè. Chị Kiều Ngọt là lấy bi dâu nè. Kiều Ngọt là lấy bi dâu. Bi dâu là cái này. Còn cái trễ vai 50. Còn cái trễ vai nha. Vàng của chị Thanh Kim Lam là rút hết rồi đó mình đó. Rút hết rồi. Vàng Thanh Kim Lam. Còn trễ vai với lại bi hồng thôi ha. Trễ vai với bi hồng. Bi hồng và trễ vai. Có bi đỏ nè. Bi đỏ này mấy chị. Bi đỏ cũng dễ thương nè. Đây. Rồi lên giùm em mã bi đỏ nha. 50.000 nè mấy chị ơi, đẹp quá. Bi đỏ 55kg đổi lại giùm em. Bi đỏ 55kg đổi lại. Vàng em hết. Chiếm vỏ chút chậm. Dạ. Có 3-4 cái gì à chị? Không được 5 cái, không đủ 5 cái. Bi đỏ em hết nha. Rồi đẹp xuất sắc luôn á chị. Xả luôn 50 nè mấy chị. Đẹp quá nè. Màu cam nha mấy chị ơi. Lên giùm em mã cam cổ sơ mi á. 60, dưới 60kg. Dưới 60kg lên giùm em mã màu này sao màu cam. Đây mã 60 giùm em đi á chị. Mã 60 giúp em đi. Siêu đẹp luôn. Cổ sơ mi nè, áo sơ mi. Bo vô dưới 60kg lên mã 60 giùm em nha. 50.000 xả luôn. Mã 60 ạ. Mã 60 có 3 con nè. Các chị phối mấy đồ đi công sở rất là đẹp luôn ạ. Bi đỏ cho chị Thanh Kim Lan nè. Rồi mã 60 cho chị Thiên My nè. 60 á Thắm Huỳnh ơi. 60 á. 50 nè. Sáu mươi cho Thấm Huỳnh nè. 60 của chị Thanh Kim Lan nè. Em hết mã 60 nha. Hết mã 60 rồi. 60 em hết.
Trời ơi, nó đẹp ghê, 60kg luôn nè mấy chị ơi. Đỉnh quá. Em bán có 50 à, quá bèo luôn. Rồi lên giùm em mã nơ đi các chị. Lên mã nơ nha. Đẹp quá. 60kg đổi lại 60, 62 gì được luôn ạ. Mã nơ giùm em nha. Nơ có 1 cái à. Nơ. Nơ đó là nơ cam nè. Rồi lên mã nơ hồng luôn các chị. 60kg đổi lại quá đẹp luôn. Vải đẹp lắm. Con này mấy bữa bán 85 ngàn không à. Nơ, nơ hồng. Nơ vàng luôn các chị. Nơ vàng 60kg đổi lại. Không đẹp khỏi lấy tiền luôn. Đẹp lắm. Nơ nè. Mã nơ, mã 60 thì em hết nha. Nơ cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Chị Phương hả em? Còn hai màu đó chị Phương ơi. Nơ cho chị Hoàng Thị Thúy nè. Em còn nơ hồng luôn nha. Em còn hai màu nè. Nơ hồng với nơ vàng. Trời ơi đẹp ghê, cổ sơ mi. Áo theo cổ sơ mi 50 ngàn luôn các chị. Lên giùm em mã đen nha. Mã đen 55kg đổi lại nè. Trời ơi đẹp quá. Đen. Cái lô này 60 chứ. 60 xin lỗi các chị. Đen này 60 ạ. À. Đen 60. Lô này lô 60 các chị ạ. Lô cùng với lô kia. Áo thun xịn sò 60 á mấy chị, mấy bữa bán 85. Rồi lên giùm em mã nâu đi các chị. 55kg đổi lại. Mã nâu có cổ đẹp xỉu. Nơ kèm màu giùm em nha. Vàng nơ cho chị Thấm Huỳnh nè. Nơ hồng cho chị Lê Thị Phương nè. Vàng nơ nè 50 nè. Nơ hồng cho chị Lê Thị Phương nè. Đen 60 cho chị Thanh Kim Lan nè. Con đó 50 này 60 nè. 50 đó chị. Liên hệ đi cái lượng giá tùm lum. 60 nè. Nơ vàng em hết rồi, nâu cho Khánh Huỳnh. Nâu. Hai con này 60. Đẹp quá. Hồng giùm em nha. Con này là hồng nè. 55kg đổi lại. Sống như thế nè. Con này 50 nè. 50. Hồng này mấy chị, hồng sống với ngàn luôn nha. 55kg đổi lại giùm em. Vải hơi bị đẹp lắm mấy chị. 55kg đổi lại. Lên mấy mã hồng nha. Hồng. Trời ơi nó đẹp ghê. 55kg đổi lại xịn sò luôn. Lên giùm em mã 55 mấy chị. Mã 55 nha. Trời 240 một con đó mấy chị. Xe quá 60 ngàn. Mã 55 giùm em. 240 một con, 60 ngàn. Đều em là sau này áo này còn một cái thôi. Còn một cái áo cam phong rộng. Rồi sale luôn nha các chị. Con này 40 nha. 40 lên giùm em mã cam. Cam phong rộng 65kg đổi lại. Lên mã cam giùm em. Còn có một cái 55 cho vừa riết nè. Ok em nè. Con này 60 nè. 60 nè hả? 60. Cam cho chị Thiên My nè. Cam 40 ngàn. Trời phải đẹp ghê luôn. Mát rồi luôn á chị. Phía trước là thun, phía sau là voan. Rất là mát. 60kg đang thoải mái chưa?
con này xả luôn cho các chị 30 đi, 30 ngàn, lên giùm em mã 30 nha, lên mã 30, mã đẹp quá. Con nó 40. Trời, áo lụa này các chị ơi, áo lụa xịn sò nha. Đây, 65 ngàn nha các chị. Con này trời đẹp lắm. Lụa xịn nè, dây kéo nha các chị nha. Con này thì để em đo thử cái phần eo với phần ngực cho các chị rồi coi thử bao nhiêu em lên mẫu. Nó không có sai á. Eo được 80. Ngực được 94. Rồi dưới 60kg mang đẹp giùm em nha. 60kg đổi lại lên giùm em mã lụa. Lên mã lụa giùm em 65 ngàn nha mấy chị. Lên mã lụa 65 ngàn, lụa xịn sò luôn. 30. 30 của chị Trang Tôn nè. 30 của chị Trang Tôn. Còn tay hả? Chắc là không kịp lên rồi em ơi. Giờ đang lên áo rồi. Soạn là ra lô áo lại hết rồi, xả hết lô áo rồi. 30. Trời đẹp ghê luôn, áo lụa xịn lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm, lụa xịn sò luôn nha. Áo này áo lụa kiểu các chị mang với lại quần rinh quần tây hoặc chân váy giùm em nha. Chứ không phải là áo đồ bộ gì đâu, có dây kéo phía sau luôn nè. Áo có dây kéo luôn nè các chị. 65 ngàn. Quá đẹp. Rồi lên giùm em mã 2 nha. Con này dưới 60kg, nói chung 60kg đổi lại. Đây nha em mã 2. Mã 2. Nó lộ xỉn quá. 65 ngàn á nha chị. Ôi đẹp quá nè. Con này cũng 60kg giùm em lụa. Trời ơi đẹp quá. Đây nha em mã lụa đỏ. Lụa đỏ nha mấy chị, sang lắm. Mấy con này các chị mua mấy trăm ngàn không à. 260 một con rồi mấy chị ơi. Lụa đỏ giùm em nha. Sang ghê, 60kg rồi là. Lên giùm em mã lụa đỏ. Trời cực đẹp luôn. 65 ngàn ạ. Mã 2 cho chị Thiên My nè. Mã 2 của chị Thiên My. Em còn lụa mã 1 thôi, lụa mã 1 cũng đẹp lắm đó mấy chị. 65 ngàn nè. Lụa đỏ cho chị Thanh Kim Lan nè, 65 ngàn. 65 ngàn. 65. Hồi đẹp ghê luôn mấy chị. Lụa hồng giùm em luôn nha. Xinh xỉu lắm. Lụa hồng 65 ngàn luôn mấy chị nè. Lụa hồng 60kg đổi lại giùm em nha, size XL mấy chị. 60 số 2 gì mang được, rộng rãi thoải mái. Lụa hồng giúp em. Không, hơi bị sen. Sáu năm ngàn con. Mã 2 em thế. Không lên quần tay kịp đâu em ơi, đâu có lấy ra được đâu mà lên quần tay em à. Gần hết giờ nghỉ rồi. Trời đẹp quá. Nè chị, áo mấy trăm ngàn luôn á chị. Nhìn nè, 60kg đổi lại giùm em. Rồi lên giùm em con này là mã 60 đi các chị. Trời ơi nó sang mà nó đẹp kinh khủng lắm. Lên mã 60 giùm em. Đẹp quá. Đỉnh ơi là đỉnh không em. Áo xịn không à. Giúp em 65 ngàn. 60 cho chị Thanh Kim Lan. Ôi đẹp nha. 30 còn mấy cái đi sale rẻ lắm chị luôn. Còn mấy cái nữa. Em sale còn về cái vài cái sale 30 ngàn nữa chị cho hết luôn nha. 30 ngàn cho hết luôn. Con này 65-68kg nè. Lên giùm em mã tím nha. 30 ngàn ạ. Vải thun đẹp lắm luôn. 30 ngàn lên giùm em mã tím. Và cái lên cho hết luôn ạ. Tím em có 3 cái. 30 ngàn. Size 2X. Rồi con này dưới 60kg giùm em. Lên giùm em mã vàng luôn. 30 ngàn. Dưới 60kg.
đẹp lắm luôn mấy chị, đẹp xỉu lắm. Lên giùm em mã vàng nhé. Sáu mươi của chị Đồng Phượng một con. Sáu mươi lăm nghìn. Tím một con với chị Hoàng Thị Thúy. Ba chị tím cho chị Văn Hiền Lê. Ba chị tím cho chị Tô Lê. Rồi, em hết tím rồi. Hết tím rồi. Còn vàng không mấy chị? Vàng cho chị Thanh Kim Lan. 30 nghìn mấy chị nhé. Vàng cho Phạm Thị Hoàng, tím hết mất rồi. Vàng thêm một cái cho chị thêm một cái cho chị Thanh Kim Lan nè. Vàng cho chị Hoàng Như Ngọc nè. 30 ạ. Còn vài cái xả luôn nhé, vải không đẹp lắm. Vàng cho chị Phạm Giới ạ. Giờ chị Phạm Giới mới vô, em gần nghỉ rồi. Tím hết rồi ạ. Vàng cho Phương Nguyên. Vàng cho chị Hà Phạm là em hết luôn. 30 nghìn. Em hết rồi, hết vàng rồi. Hết vàng rồi. Coi áo xịn mến là mấy chị. Rồi xong. Trời ơi áo đẹp quá. Đứt mất một dây rồi bỏ lên cho rồi. Bỏ mấy dây này đi con. Còn có 3 dây à. À nó liên quan đến nhau hèn chi. Trời ơi tôi quên quen như đây. Sao biết tao đi bình thường hay vậy? Thôi chứ còn có mấy dây mà đẹp ghê mấy chị ơi, con vàng này đẹp xịn sò luôn á, mà rớt bị đứt mất một dây rồi, hàng hiệu luôn mấy chị. 65 nghìn ha, 65 nghìn. Con này 295 nè, 295 sale 65 nghìn. Chị nào lấy thì lên đi mở vàng, còn không để em dành mặt luôn. 60 kg đổi lại đấy chị, 60 kg đổi lại 65 nghìn. Đang nhìn em mở vàng nhé, mở vàng rớt mất hột rồi. Mã vàng thì mấy 65 nghìn nha mấy chị, hàng xịn sò. Rồi xám 55 kg đổ lại, trời đẹp ghê luôn. Xám 55 kg đổ lại, lên giùm em mã xám nha, 65 nghìn luôn. Lên giùm em mã xám, 65 nghìn toàn hàng hiệu. Trời ơi đen rồi nè, đen 60 kg đổ lại, đen 60 kg đổ lại nha mấy chị, nó kết cường nè. Hối bị sang luôn, lên giùm em mã đen nhé, lên mã đen giùm em. Đen. Đen cho chị Thiên My nè. Đen 65 nghìn. Đẹp xỉu luôn á. Màu này đẹp lắm này chị. Cái cổ nó lên nhiều này, có thể nó xẻ qua hai bên ha. Đó, nó xẻ hai bên nhiều này, cực đẹp luôn. Con này cũng 55, 58 kg nha các chị nhé. Lên giùm em mã 55, mã 55 65 nghìn.
vải đã 55. Con này còn con em sale 50.000 luôn nha các chị nhé. Lên giùm em cô ba 55 cái đổi lại. Lên lại cô ba. Cô ba 50.000. Cô ba 50.000 em nhé. Cái này lấy gì đó? À, áo sơ mi lụa. Đen em hết. Cô ba cho chị Thanh Kinh Lan này. 50. Sơ mi lụa các chị. Sơ mi lụa con này 65 kg đổi lại vừa giùm em. Rồi, còn có vài con có nam có nữ luôn á, nhưng sao không chị ơi. Con này 65 kg đổi lại nhá, sale luôn nhớ chị, con này 30.000 đi. 30.000 lên giùm em mã 65. Lên mã 65 giùm em 30.000. Xả lỗ cho mấy chị, có vài con em xả lỗ luôn cho nó vui đúng không? Trời ơi, đẹp ghê này không ơi. Mà tiếc là người ta muốn bự quá. Chứ nó nhỏ nhỏ thôi, vẫn dễ thương thôi. Đúng á. Trời ơi, đi biển rồi đúng mà. Nó đi mày vừa. Vừa hả? Vừa để cặp này đi biển đi. Một cặp chụp hình. Hả? Ai bắt? Rồi nữa, cặp đi biển nữa rồi. Để ta đợi ta đi hấp hôn. To quá hả? Bự ghê luôn á, cái này phải thắt dây thắt lưng chứ rồi. Trời ơi, cái cặp này đẹp ghê á. Chị nào thích mang cặp với chồng á, mang đi biển. Chồng khoảng tầm 65-68 kg, vợ khoảng 60 kg thì mang đẹp mấy chị. Xét biển nè, xét biển nam nữ đồ cặp đó. Đấy, siêu đẹp luôn. Giờ em để dành một cặp, em bán một cặp nè. Bán cặp này sale cho các chị, cặp này cả nam cả nữ 120 ha. 120. Rẻ ghê. Rồi lên luôn giùm em. Hoặc là mang cặp với lại con trai cũng được. Lên cặp biển giùm em nha, cặp biển. Mã xám cho chị Riêng My. Cái xám thôi. Đây. Xám của chị Riêng My 65 này. Xám của chị Riêng My này. Mã 65 của chị Thanh Kim Lan 30.000. Cái 60. Cái đó 65. Cái này 30 này. Cặp biển hả ông chị? Cặp biển 120 cho chị Hoàng Thị Thúy nha. Cặp biển 120 cho chị Hoàng Thị Thúy. Hai cặp. Mà cặp kia thấy nhỏ hơn em để dành lại. Một cặp em đây. Cái đó là 10 cái này ha. Cặp biển đẹp. Xét biển em hết rồi chị Tô Lan ơi. Xét biển chị Hoàng Thị Thúy chị lấy ha. Chị thấy hấp hôn. Chị thấy hấp hôn chị lấy ha. Rồi áo hiệu luôn nữa chị ơi. Trời ơi, cái sơ mi 65.000 nha các chị nha. Cột nơ này, con này đi công sở thì thôi khỏi nói luôn. Đỉnh lắm luôn ạ, đẹp nữa. Trời ơi, cột cái nơ này. Đây các chị, dưới 60 kg mang đẹp giùm em nha. Đây giùm em mã nơ đỏ. Nơ đỏ, kinh xỉu đó. Nơ đỏ 65.000. Rồi áo Adela nữa nè các chị. Xả luôn nha các chị, 65.000 luôn nha. 369.000 nè. Trời xài 3X luôn. 369.000 nha. Trời đẹp lắm. Con này dưới 70 kg mang đẹp ạ. Dưới 70 kg nè. Lên giùm em mã áo xịn nha. Áo xịn. Hàng Adela 369.000. Sale cho các chị 65.000 luôn. Cái tay nè các chị, cực đẹp. Size 3X. Size 3X dưới 70 kg.
áo xịn với chị Hoàng Nguyên Ngọc một cái nè. Con này nhỏ hơn. Con này 60kg đó chị ơi. 60kg lên giùm em mã 60 luôn nha. Con này 60kg nè. Lên mã 60 giùm em. 65.000. Rồi con này lớn hơn một chút nè. Con này 65kg nè. Lên mã 65 giùm em nhé. Áo xịn sò luôn, 300 mấy cho con. À Adela, 60 cho chị Thiên My nè. Em còn một con 65 ha. Rồi 65 cho chị Tô Lan nè. Adela luôn nè mấy chị. Trời ơi đẹp ghê luôn. Con này 60kg size L nè. Trời chị Thiên My lấy con này đi chị ơi, đẹp quá. Lên giùm em mã trắng nha. 60kg size L. Hàng này em nói các chị là bao xịn sò nha các chị luôn. Đẹp lắm. Lên giùm em mã trắng. Mấy trăm ngàn con không à. Trắng 60kg. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trắng phải xô xịn lắm các chị. Để dành con mang biết đẹp quá. Em còn trắng 55 nè. Lên giùm em mã 55 luôn nha. Để dành con 55 men rồi mấy chị. Đẹp quá mà. Mã 55 luôn ấy chị. 65.000. 60 em hết. Áo xịn em hết. Áo xịn em hết luôn. À, 60 hết nè. Mã trắng nè. Trắng của chị Vân Hiền Lê nè. Em còn một con 55 nha. Trắng 55 của chị Hoàng Vi Ngọc nè. Rồi hết luôn. 65.000. Đẹp quá trời đẹp. Để dành con mang cái hết rồi. Lâu lâu mang mấy chiếc váy để đẹp. Hết. Còn áo thì nó có mấy cục áo thì đó là gì vậy? Con này một con áo xịn sò nữa nè mấy chị. Con này em định để dành mang nè. Tại vì nó mắc quá mấy chị ơi. Con áo này hàng Aiwin mà giá đến 557.000 luôn. 557.000 rồi mấy chị. Đẹp xỉu luôn á. Con này em sale cho các chị là 150. 150.000. Chị nào thích áo hiệu á thì lấy con này nè. Em nói các chị nó hơi bị xịn luôn. Lên giùm em mã 150. Cái lót ở trong là mấy chị là đủ hiệu rồi. Mã 150 size XL 60kg đổi lại. Em định để dành mặt. Nhưng mà to quá. To quá so với em. Cực đẹp. 150.000 nha chị nha, 500 mấy. Để em đem qua phối chân váy lên sắp hơn chứ còn hàng nó xịn quá mà. Cái áo không là 500 mấy chục ngàn rồi mấy chị ơi. 150. Đẹp lắm. Đây. 500 mấy một con. 557.000 hả? 557.000 rồi mấy chị. Đó. Áo hiệu nha. Cực đẹp lắm. Size XL 60kg lên giùm em mã 150. Mã 150, 150 là em còn thu cái giá nhập luôn á. Em nhập cái áo này vô là 180 rồi. 180.000. Con 150. Cái này sao đây? Con này cũng vậy. Trời đẹp. Con này cũng XL. Lên giùm em mã hiệu luôn á chị. Mã hiệu 150 luôn nha. Trắng 55 không có nha. Ai thấm hình trắng 55 không có. 150 cho chị Phạm Giới. Rồi con này cũng 150.000 nha chị nha. Em còn một con nè. Lên giùm em mã hiệu. Mã hiệu 150.000 luôn. Nó cũng 500, 500 mấy không mình chịu. Hiện cho chị Phạm Giới 150. 150. Có hai con nè. Hiệu cho Brit nè. Rồi ok. 150 cho Brit. Đẹp lắm em ơi. Cái áo này đôi xịn sò luôn.
150 đáng đồng tiền lắm. Trời ơi đẹp ghê. Này, con áo theo nha mấy chị ơi. 65.000 ha. 65.000, 65kg đổi lại luôn á chị. 65kg đổi lại giùm em nha. Tay phòng vòng nè. Rồi lên giùm em mã cổ theo. Cổ theo 65.000. 65kg đổi lại giùm em. Dưới 65kg mang đẹp ạ. Cổ theo giùm em nha. 65.000. Cổ theo. Trời ơi. Đẹp nữa nè. Vải đẹp lắm các chị nè. Con này thì 60kg mang đẹp giùm em nhé. Lên giùm em mã hoa nhí. Hoa nhí nha các chị. Hoa nhí 60.000, à quên 50.000. Hoa nhí 50.000. Thôi con lấy 150 con nha. Cổ theo cho chị Liên Nguyễn nè. 65.000. Cổ theo của chị Liên Nguyễn. Dạ đúng rồi, size XL đó chị Phạm Giới. Dạ đúng rồi á, theo em hết rồi nhé. Rồi dễ thương ghê á. 50.000 á mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi lên giùm em mã xanh đen nhé. Xanh đen 50.000 con thôi, đẹp lắm. Nó cùng trong cái lô xịt sò mà em sale cho các chị. Rồi con này rút dây nè, em tặng cho mấy chị luôn. Em tặng cho mấy chị luôn, lên giùm em mã tặng nhé. Con này 50kg đổi lại, lên mã tặng giùm em. Này, đúng rồi con đi. Tưởng tượng không được, hãy nhìn. Chưa ngủ mà con cho. Ôi trời hết rồi, giỏi vậy nè. Cổ theo em hết rồi chị Hồng Nguyễn ơi. Xanh đen cho chị Hoàng Thị Thúy. Xanh đen. Thế còn con hoa nhí cũng đẹp lắm mấy chị. Hoa nhí cũng đẹp, xanh đen cũng đẹp. Con này 50. Thế lại đọc vào đây. Ừ. Tặng của chị Thanh Kim Lam nè. Tặng của chị Thanh Kim Lam. Xanh đen em hết. Em còn con hoa nhí này giống con xanh đen. Bằng này giống như y con xanh đen luôn. Đây mã hoa nhí 50.000 nè mấy chị. Hoa nhí 50. Rồi áo xịn sò luôn nè, 65.000 luôn mấy chị ơi. Lên giùm em mã hồng 60kg đổi lại nha. Vải nó đã lắm luôn á chị. Vải đẹp lắm. Hôm nay sao đèn nó sáng quá, nó bị chói ghê luôn. Rồi lên giùm em mã hồng nè. Hồng 65.000 nè. Trời ơi, la vậy mà vẫn chưa hết được nữa nữa. Mệt chưa? Trắng mấy chị, áo thun trắng nha. Mình lấy con áo thun trắng này mang được. Đẹp này không nè. Phối gì cũng được luôn á, dễ mang á. 50kg đổi lại giùm em nha. Sale luôn nha các chị, 50.000 nè. Lên giùm em mã trắng. Trắng á. Hồng cho chị Hoàng Minh Ngọc nè. Hồng xịn sò luôn, 65.000. 65. Này có cái nơ luôn hả? Trời ơi, sơ mi trắng nó có cái nơ luôn mấy chị. 55kg đổi lại, lên giùm em mã sơ mi trắng. Trời, có cái nơ buộc luôn nè. Xinh ghê á. Nơ Chanel nè mấy chị. Sơ mi trắng. Trời, dễ thương lắm. Có cái nơ Chanel nè. Đó, lên giùm em mã sơ mi trắng nha. Hàng xịn sò luôn mấy chị ơi. 65.000 nha. 65.000 lên giùm em mã sơ mi trắng. Trắng cho Linh Linh nè. Trắng cho Linh Linh 50. Sơ mi trắng 65.000, 55kg đổi lại giùm em. Hoa nhí cho chị Phạm Giới. Hoa nhí nè. Hoa nhí 50. Hồng 65 em hết rồi chị Tô Lan ơi. Trắng hết rồi tôi đang phạt. Còn sơ mi trắng 65.000. Rồi một con hàng Eva. Eva thì các chị biết rồi, 405.000 nè. Áo này nè.
Đó, còn stock đó mấy chị. Eva, sale luôn nhớ chị 65 ngàn nha. Size L 60kg nè. Lên giùm em mã cổ sen nha. Cổ sen 60kg size L. Cổ sen mấy chị, hàng Eva này các chị biết nó xịn cỡ nào. Trời ơi, cổ sen 50kg luôn các chị ơi. Cổ sen 50 xịn lắm. Cổ sen 60 nè, cổ sen 50. Cổ sen 60 với cổ sen 50 nhé. Em có 2 size. Cổ sen 60 cho chị Thiên My Nguyễn nè. Rảnh gì vậy? Ổng dễ chưa? Rảnh ghê. Con dễ tình. Kìa. Con dễ tình. Cổ sen 60 em hết. Cổ sen 50 cho Tina Phạm nè. Cái sơ mi trắng đẹp quá trời, ngon mai lấy. Sơ mi trắng đẹp lắm luôn. Em còn một cái cổ sen 50. Còn cái cổ sen 50 thôi chị Liên Phan ơi, tối nay chị chậm quá rồi. Còn một cái cổ sen 50kg với lại một cái sơ mi trắng. Cái này là một mò luôn mà không hết được. 65 ngàn. Nhiều lắm. Thôi chắc tạm nghỉ mấy chị với nhà. Mai sợ giờ lăn. Hả? Khó bụng quá rồi hả? 11 giờ rồi. Thôi mai hết cọc này em nghỉ cho mấy chị. Mệt quá rồi. Mọi mòn luôn mà. Đồ còn một nùi. Kiệt ni thì ôi trời ơi đẹp quá. 65 ngàn thôi các chị. Mà em nói các chị giống rồi. Trời ơi nó đỉnh ơi là đỉnh luôn. Đẹp xíu. 60kg đổi lại. Lên giùm em mã hồng nha. Lên giùm em mã hồng 65 ngàn nè. Hồng 65 ngàn có nhiều cái cọc. Có nhiều cái cọc đồ nó xịn. Nó là xịn luôn các chị. Mà còn nhiều lắm. Em còn nhiều. Trắng có cổ nơ bao nhiêu vậy chị? 65 ngàn em à. 65 ngàn á Tina Phạm ơi. Cổ sen 60 em hết rồi. Trắng có cái nơ cũng. Đây nè. Ý là em lấy một cái trắng. Em lấy một cái trắng cổ sen rồi đúng không? Còn cái trắng mà mới dơ lên này là cổ. Cái nơ. Trời ơi con này thôi khỏi nói đỉnh lắm. Con này em mang chắc đẹp á, Tina Phạm mang đẹp nè. 65 ngàn luôn. Trẻ o mà. Cái này nút không gài được tại chưa bấm ra hết. Chưa bấm hết nút. Nó đang còn rin lắm, lỗ nó còn nhỏ xíu à. Đang còn rin. Chào người đẹp Mỹ Linh nè. Đó. Cái nơ nè. Nơ gài một bên vậy nè. Còn một bên vậy nè. Trời ơi xinh ghê. Đẹp quá. Con này đẹp ghê được không? Mà mày đâu được mang vậy đúng không? Thời dễ thương ghê đấy. Cưng xỉu luôn. Hồng 65 cho chị Hồng Nguyễn. Dạ ok chị. Hồng 65 cho chị Hồng Nguyễn. XL. Rồi ok em nè. 65 ngàn nè. 65 ngàn để tôi nói phải. Đẹp thế nhé. Áo xinh lắm. 65 ngàn thế nào. Em chưa mặc. Rồi áo đẹp nữa nè. 65 ngàn luôn nè mấy chị ơi. Lên mã caro giùm em nhé. Xịn sò luôn. Con này 55kg mang đẹp. 55-57kg mang đẹp. Lên mã caro form crop top giùm em nhé. Em còn một cái trắng 55kg đổ lại nha. Lên giùm em mã trắng. Trắng 50-55 à. Rồi ok caro cho Tina Phạm nè. 65 ngàn nè. Kẹt rồi em hết rồi mấy chị ơi. Khác hay là giống đấy. Để ta phải còn giống không? Khác. Khác không giống. Vải cũng đẹp nhưng mà nó khác. Cái này là cái cổ làm sao? À lật ra.
Trời nó cổ lật. Đây. Hơi bị xinh. Cổ như này là mấy chị? Đây, 60kg. Lên mã 60 giùm em nha. Caro luôn đó chị ơi, 60kg nha. Con này 65.000. Lên mã 60 giùm em. Caro. Con này mới vừa cầm lên chưa la. Rồi đây, trò cực đẹp luôn. Ôi giời ơi, nó đẹp thế mấy. Vải cũng mát rồi mấy chị. Con này 55kg giùm em nha. Có cái túi nè. Lên giùm em mã túi. Ở đây có cái túi nè. 55kg, 65.000 luôn chị. Vải đẹp quá. Mát rồi, vải đẹp. Sừng sò cho em. Đây hình như đang còn một con. Xemi crop top. Caro hết rồi. Đang còn một con sơ mi. Ồ, sơ mi lai bầu này các chị đẹp ghê. 60kg đó chị. Lên giùm em mã sơ mi luôn. Lên mã sơ mi con này 60kg nha. Caro luôn mấy chị ơi, đẹp quá. 60 cho chị Hoàng Thị Thúy nè. 60 là con này. Chị Hoàng Thị Thúy. Mã túi nè. Mã túi của chị Thương Nguyên nè. Mã túi của chị Thương Nguyên nè, 65.000 nè. Con này mã sơ mi giùm em, sơ mi của Tina Phạm nè, 65.000 nè. Sơ mi của Tina Phạm, 65.000. Chắc phải chuyển luôn khi làm hàng đó. Trời ơi đẹp quá. Con áo đỏ đó chị. Giờ 60kg nè. Em còn 2 con sale cho các chị 30.000 cho vui luôn nha. Lên giùm em mã đỏ xịn sò luôn nha. Xịn sò luôn. Lên giùm em mã đỏ sale. Đỏ sale 30.000. 60kg đổi lại. Lên mã đỏ sale nè. Con này 65.000 mà em nói siêu đỉnh luôn. Các chị hốt lẹ nè, con này cũng 60kg nè. Lên giùm em mã nơ. Mã nơ nha các chị, vải đẹp lắm, 60kg, 65.000. Mã nơ nè. Đỏ siêu trắng 55 em vừa không chị, chị Vân Hiền Lê hả? Sợ không vừa đâu vậy, sợ bị kích ngực nha. Đỏ siêu cho chị Thiên My, cho chị Tô Lan nè. Rồi hết đỏ siêu nè, 30.000 nè. Em hết đỏ siêu nha. 30. 30 nha. Mã nơ cho người đẹp Lê Ly nè. Em hết đỏ rồi nữa chị. Nơ cho chị Lê Ly nè. Cái đỏ đó 30, cái nơ là 65 nha. Con này cũng 65.000 nè mấy chị. Mà đã quá, đẹp xỉu luôn. Rồi 65.000 nè mấy chị. Con này 60-62kg nha. Lên giùm em mã 62. Mã 62, đẹp quá. À, đang còn một cái hồng sale. Hồng sale 30.000. Lên giùm em mã hồng luôn. Hồng sale 30.000 giống y như con đỏ. Lên giùm em mã hồng, em sale 30. Sale 30 luôn. Thích caro mà chốt không được vì ẩn. Dạ đúng rồi chị chậm. Ủa mà em đang còn một cái caro nè. À cái caro này em còn con nè, 60kg nè. Con này 50 nè. 50.000 lên giùm em mã caro đẹp ghê nè. 50.000 lên mã caro giùm em. Đẹp một cách xuất sắc luôn. Hồng 30 cho chị Thanh Kim Lan nè. Đẹp lắm. Rồi tím nè các chị, tím 60kg 65.000 luôn, vải đẹp nha. Lên giùm em mã tím 60kg, 65.000. Quá đẹp ạ.
Tím cho chị Phạm Giới nè, 65.000. Tím của chị Phạm Giới. Cái caro này á là mã túi sọc nào quá chị? Dạ, nghe lại chưa mấy chị ơi, nghe lại chưa ạ? À, con này lên giùm em mã túi nha. Cái caro này thì 55kg, lên giùm em mã túi nè, 65.000. Còn con này thì 50.000 thì lên giùm em mã 50 nha. Lên mã 50, 60kg đổi lại, lên mã 50 nè. Rồi em có con trắng này cũng siêu đẹp luôn nè. Con trắng này cũng 60kg đó chị ơi, đẹp quá. 65.000. Có nơi trên vai nè. Trời ơi hơi bị xinh. Nơi trên vai nè mấy chị, 60kg nè. Lên giùm em mã trắng nha. Trời dễ thương quá. Trắng nha mấy chị, hai lớp luôn. Đây ở trong có một lớp áo này mấy chị. Đó, đẹp ghê, 65.000. Ok nè. Túi, túi cho chị Thương Nguyên nè. Túi của chị Thương Nguyên 55kg. Cái túi đó 55kg rồi các chị. Trắng cho chị Thiên My nè. Túi thôi nè. Đây mã có cái túi nè, 65.000. Trắng của chị Thiên My nè. Túi em hết rồi. Túi 55kg à, chị Hồng cũng không vừa. Chị Hồng phải 60kg. Cái túi này khoảng tầm size L thôi, chứ còn XL các chị mang không được. Còn cái caro này mới XL mới mang được nè. Cái mã này là mã 50, là 60kg thì mang vừa nè. 65. Rồi em hết nha. Em còn nhưng mà em chắc ngưng cái đã chứ. Chứ đuối quá rồi. Lên cho chị Cam. Lên cho chị caro. Chị ngủ mà đã. Dạ thôi ngủ đi chị. Caro giờ em chỉ còn cái này thôi. Em còn cái sơ mi caro 40.000 nè. Con này thì dưới 60kg. Bây giờ em hết caro rồi đó. Em hết cái caro. Không biết là hồ caro cũng còn nhưng mà ở trên rồi. Chắc mai đi mấy chị. Mà mai thì mai thì mới có like nổi, có like kịp không. Mai làm hàng. Em đang thiếu nhân viên á. Trời ơi cái sơ mi caro này đẹp lắm nè mấy chị nè. Em sale có 40.000 à. Chị nào lấy lên em mã caro vàng nha. Con này dưới nói chung 55-57kg mang đẹp hết à. Caro vàng với lại caro với lại sọc hồng nè. Caro vàng với sọc hồng 40.000 à. Đó chứ em cũng hết rồi. Đây. Sọc hồng thì 65kg thoải mái cho em. 40.000 sọc hồng. Hoặc là cái ca hoặc là cái màu sơ mi vàng này nữa. Sơ mi vàng vải vải xô với chị mát rồi mà hàng xịn 305.000 á. Đó, mày nè. Đó, vàng ha. 40.000 ạ. Ba con này là 40.000 hết. Nói chung con hồng là 65, còn mấy con kia dưới 60kg là mấy chị mang được. 40.000 ha. May em xem trễ quá. Sơ mi vàng. Ok, cái vàng này cho Tina Phạm đẹp lắm luôn. 305 mà bán có 40.000 à, 40.000. Caro nha các chị nhé. Caro vàng luôn. Caro vàng với sơ mi vàng. Rồi nãy giờ em like đến cả mấy, chắc phải cả ngàn con áo rồi đó mấy chị. Sọc hồng cho Phạm Thị Hòa 40.000. Con nó 40, con này 40. Rồi hết sọc hồng luôn. Hết sọc hồng còn caro vàng thôi. Chị được mấy cái áo, như chị được có 2 cái sao á chị Hồng Thủy nha. Chị được 2 cái hay sao á. Thôi em tạm ngưng nha mấy chị nha. Tạm nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị và like sau nè. Chắc ngày mai các em nghỉ em làm hàng. Cái này thứ ba em mới lại like. Thứ ba em mới like đầm đó mấy chị. Chứ còn mai chắc có khả năng là không làm hàng kịp rồi. Rồi các chị làm ơn đi đơn giúp em nha. Cảm ơn các chị đẹp nè. Chúc các chị yêu ngủ ngon nha. Bye bye các chị. Bye bye các chị ạ.